Chào mừng quý phụ huynh đã tới. Phần C. Bí quyết dạy con. Đây cũng là phần cuối của tập sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản của tác giả Akehashi Daiji, bác sĩ tâm lý, nhà tư vấn giáo dục nổi tiếng của Nhật Bản. Sách nói được thực hiện bởi Văn Sơn Studio. Nếu bạn chưa nghe những phần trước của tập sách này, hãy quay lại phần danh sách phát của kênh để xem lại nhé. Và nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thông báo những video tiếp theo. Phần C. Bí quyết dạy con. Trên đây tôi đã trình bày ngắn gọn vì khuôn khổ sách có hạn. Song, tôi hy vọng đó là những dòng viết giúp ích cho các bạn trong việc dạy con. Tôi xin viết một bí quyết dạy con để làm phần kết thúc chương này. Bí quyết để con bạn trở thành một người con sáng lạn, giàu năng lực, đó là việc nhìn nhận và khích lệ con trẻ. Bí quyết dạy con, bí quyết giáo dục con là ở đây. Cháu X đã ăn trộm hàng ở siêu thị. Cháu X thực ra đã đánh cắp tình thương của cha mẹ. Tôi đã nói với cha mẹ cháu, những người tới nhờ tôi tư vấn xem nên phải làm thế nào, rằng anh chị hãy tìm điểm tốt của con và khen nó. Sau vài tháng, cháu X đã tiến bộ. Việc khen ngợi điểm tốt của cháu đã vực được cháu dậy. Khen ngợi, khích lệ là cách truyền đạt tình thương yêu hiệu nghiệm nhất. Một là mã. Để phương pháp giáo dục từ 0 tuổi phát huy hết tính hiệu quả. 1. Nói chuyện. 2. Ẵm bê bé ra ngoài. 3. Kể chuyện cổ tích. 4. Cho xem sách tranh. 5. Làm quen với bài hát nhạc hay, tranh đẹp. 6. Hàng ngày dẫn con đi bách bộ. 7. Không dọa dẫm. 8. Không dùng từ cấm đoán, ngăn cấm. 9. Không dùng phủ định. 10. Khen là khen hành động. 11. Không cho trẻ xem TV. 12. Dạy chữ từ sớm. 13. Dạy đi dạy lại, lặp đi lặp lại. 14. Rèn luyện trí nhớ. 15. Rèn luyện tư duy. 16. Để trẻ vận động hết mình. 17. Làm vở ghi chép từ. 18. Làm sổ ghi chép sách đã đọc. 19. Cho trẻ học phát minh. 20. Lớn lên bằng 4 chi. Hai là mã, phương pháp giáo dục từ 1 đến 2 tuổi. Một nhỏ, đạt được 3 kỹ năng đáng chú ý. Đó là 1. Đi. 2. Nói. 3. Kỹ năng cầm nắm đồ đơn giản. Ban nghiên cứu giáo dục trẻ nhũ nhi thuộc Đại học Harvard, Mỹ đã nghiên cứu nhiều trẻ em dưới 6 tuổi và biết được rằng các trẻ nhỏ có khả năng phát triển kỹ năng cao là những trẻ trong giai đoạn từ sau sinh 1 năm tới 3 năm, tức là độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi. Trong 2 năm đó, A. Trẻ đã được lớn lên trong môi trường có nhiều va chạm, được tự do vận động cơ thể, giác quan và vận động, và B. Trẻ được lớn lên trong môi trường dùng nhiều ngôn ngữ, nói. Chính hai điểm A và B này là điểm khác so với những trẻ em có khả năng phát triển kỹ năng thấp. Những trẻ em kém phát triển kỹ năng thường là hàng ngày bị nhốt trong cũi, ngồi trên giường, không được vận động cơ thể một cách tối đa. Trẻ phát triển mà thiếu vận động. Hơn nữa, chính vì thế mà lời nói gọi, hỏi, tác động lên chúng cũng ít đi. Còn những trẻ em phát triển kỹ năng cao, vào giai đoạn này, đã được vận động cơ thể một cách thoải mái, tối đa. Đồng thời, tự bản thân trẻ cũng trải nghiệm bằng thân thể và tích lũy được nhiều kỹ năng cơ bản, đơn giản song rất đa dạng. Những trẻ em kém phát triển kỹ năng, ngược lại, là những trẻ đã sống những ngày lặp đi lặp lại, không vận động gì cả. Trẻ sơ sinh được sinh ra cùng với lòng ham tìm hiểu, muốn học thật nhiều từ môi trường xung quanh. Khả năng vận động, khả năng ngôn ngữ, khả năng nhớ các kỹ năng giúp cho trẻ thỏa mãn lòng ham tìm hiểu này. Vì vậy, việc làm của cha mẹ là phải giúp trẻ thỏa mãn lòng ham tìm hiểu này. Đây là công việc đầu tiên của việc giáo dục dạy con. Nhiệm vụ của cha mẹ là chuẩn bị sẵn sàng một môi trường trợ giúp để trẻ có thể phát triển tối đa nhiều khả năng ưu tú bẩm sinh sẵn có từ khi trẻ được sinh ra đời. Thế nhưng, những việc thường thấy lại ngược lại hoàn toàn. Lòng ham tìm hiểu mãnh liệt nơi trẻ nhỏ mãnh liệt là vậy, mà sự nỗ lực của cha mẹ thông thường thường rất hạn chế. Cha mẹ thông minh phải tìm cách tránh rơi vào tình trạng đó mới được. Việc đầu tiên, cha mẹ của trẻ hơn 1 tuổi là chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bé được vận động tối đa. Trẻ có trèo ra khỏi cũi của nó cũng không được la mắng. Nhìn thấy hành động của con, trong ngày đó là trẻ nghịch ngợm, là mắng luôn, là dập tắt lòng ham tìm hiểu của trẻ, tức là thể hiện ngay lòng phản kháng cho trẻ biết. Sự thất bại trong giáo dục trẻ bắt đầu từ đây. Điều quan trọng là luôn phải nghĩ rằng làm thế nào để cho trẻ được tự do vận động. Cha mẹ cần có sự tôn trọng những việc trẻ làm và có thái độ trông nom bé khỏi bị nguy hiểm. Cho trẻ ra chỗ rộng, cho trẻ đi bộ cho thật thoải mái. Với trẻ nhớ được kỹ năng đi bộ, thì việc quan trọng nhất là làm sao cho trẻ đi bộ hết mức có thể vào những ngày đẹp trời, dẫn trẻ ra công viên, ra quảng trường, cho trẻ chơi thật là đã. Rồi cho trẻ tập cầm đồ vật vừa tay, giơ lên, hạ xuống, cầm ra chỗ được bảo, vân vân. Đó là những vận động rất tốt cho trẻ. 2. Với trẻ trong thời kỳ thích làm thử thì cho trẻ thử làm mọi thứ. Thời kỳ từ 1 tuổi tới 1 tuổi 8 tháng ở trẻ nhỏ gọi là thời kỳ thích làm thử. Trong thời kỳ này, mọi hành động của trẻ đều thể hiện sự thích làm thử đó. Trẻ thích được thử trải nghiệm với trọng lượng, quỹ đạo, quán tính, độ này. Những phương pháp trắc nghiệm vật lý phải cho trẻ được trải nghiệm tối đa cái thú thích làm thử này. Trẻ có cầm cái khăn trải bàn mà kéo, cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng, đổ vỡ cũng tuyệt nhiên không được mắng, vì đó là trẻ đang tìm ra phát minh mới của mình. Đó là việc hiểu ra với vật ở xa, có thể kéo lại cho gần được. Đó là hiện tượng đổ vật rơi từ trên cao xuống, có cái vỡ tan, có cái nguyên lành, vân vân. Không được vì trẻ làm rơi vỡ món đồ quý giá mà mắng trẻ gay gắt. Vì hành động của trẻ không phải là ác ý, hành động đó cũng không phải thể hiện tính cách đổ đốn, nên tuyệt nhiên không được mắng trẻ khi đó. Mà việc đáng làm là phải tìm chỗ nào đó cất cẩn thận những món đồ quý giá đó thì hơn. Hôm trước, có một người mẹ dẫn đứa con 1 tuổi rưỡi tới hỏi về cách dạy trẻ. Trong khi tôi và người mẹ nói chuyện, tôi đã đưa sẵn cho đứa trẻ món đồ chơi là Time Shop, cũng có trẻ độ tuổi này. Chơi mê mải hết công suất món đồ chơi đó. Nhưng với đứa trẻ này, có vẻ như khó chơi với món đồ chơi đó. Một lúc sau, đứa bé cầm cái đồ chơi đó, bắt đầu ném văng hết các thanh gỗ của đồ chơi trên bàn. Đi thấy thế, người mẹ cuống quýt hét lớn, không được thế. Tôi nói với người mẹ không làm gì phải nói không được với con thế. Trẻ con thời kỳ này đều thế, là thời kỳ thích làm thử trẻ hành động vậy là vì nó có mục đích gì đó. Đừng có cấm nó, hoặc nói không được thế ngay, mà hãy xem con làm gì đã. Đứa bé ném hết sạch các thanh gỗ trên bàn xuống đất rồi, nó tụt xuống khỏi ghế, nhặt nhạnh cho bằng hết các thanh gỗ trên sàn nhà, để lên bàn. Rồi lại trèo trở lại ghế ngồi, bắt đầu ném từ trên bàn xuống đất. Đứa bé rõ ràng đang hành động một cách có mục đích, có thể là một thực nghiệm về trọng lực, cũng có thể là một phát minh ra một kiểu chơi mới. Tùy theo lực ném là mạnh hay yếu mà thanh gỗ bay xa hay gần, đó là những điều trẻ trải nghiệm thấy vui với trò đó. Với kiểu chơi như vậy, trẻ học được rất nhiều điều. Vì vậy, hãy quan sát kỹ hành động của trẻ thì hơn. Hãy quan sát xem hướng ném của trẻ thế nào, trẻ cầm tay nào để ném, tay phải hay tay trái, tư thế ném của trẻ có thay đổi qua từng lần ném không, độ mạnh yếu của mỗi lần ném có khác nhau không. Qua những cách chơi như vậy, trẻ không chỉ có thêm trí tuệ, mà còn được thỏa mãn lòng thích tìm hiểu của mình, nảy sinh sự tích cực khi được tiếp xúc với sự vật bên ngoài. 3. Không dùng từ cấm đoán mà dụ trẻ sang trò chơi khác. Nếu cha mẹ luôn luôn cấm đoán, không được thế này, không được thế nọ, thì con trẻ sẽ ra sao? Trẻ trở nên cực kỳ tiêu cực, cái tính tự tin của trẻ không lớn lên được. Khi trẻ lớn hơn chút, dễ mắc vào các vấn đề phức tạp, tức là khi bị cấm đoán làm những việc trẻ muốn, trong lòng trẻ nảy sinh tính phản kháng, khiến trẻ có cái tính nóng nảy hay cáu. Nếu như trẻ kéo khăn trải bàn làm rơi vỡ cốc chén, có lẽ trẻ sẽ làm lại việc đó lần nữa. Trẻ muốn biết xem kết quả có giống như với lần trước không. Khi đó, cha mẹ khéo léo cho trẻ được thử nghiệm hiện tượng khác gần giống như thế. Trải một cái khăn trước mặt trẻ, cho vài đồ chơi mà trẻ thích lên đó, quan sát xem trẻ định làm gì, trẻ có kéo cái khăn đó không. Có lẽ là có đấy. Vậy thì, bỏ hết đồ chơi trên khăn ra cho còn cái khăn không. Trẻ có kéo cái khăn không đó không? Lần đầu tiên trẻ kéo, nhưng lần thứ hai thì có lẽ sẽ không kéo nữa đâu. Tức là khi đó, trẻ đã học được điều gì đó về mối liên hệ giữa cái khăn và các món đồ chơi để trên rồi. Hoặc là, một ví dụ khác đặt món đồ chơi mà trẻ thích lên ở một nơi mà trẻ với không tới. Để một cái gậy ở chỗ trong tầm với của trẻ xem trẻ sẽ làm gì. Có lẽ là trẻ sẽ cầm cái gậy đó làm dụng cụ để lấy món đồ chơi đấy. Với trẻ đã đi vững, hãy thử làm thử nghiệm sau đây. Để cái bánh cái kẹo ở một nơi hơi cao hơn trẻ một chút, bên cạnh đó đặt một cái sọt rác để có thể dùng làm bệ đứng lên nếu lật úp cái sọt xuống. Trẻ có lật úp cái sọt rác xuống rồi đứng lên đó để với lấy bánh kẹo chứ. Nếu trẻ làm được vậy, chứng tỏ trí tuệ của trẻ rất phát triển, khả năng tư duy cũng rất giỏi đó. Với thời kỳ đón nhận va chạm từ bên ngoài là quan trọng, thì câu cấm đoán, không được thế sẽ không giúp trẻ khôn lớn được. Câu nói đó làm triệt tiêu tố chất trẻ em ghê gớm hơn tất thảy. Câu nói, không được thế chỉ được dùng khi trẻ gần kề với nguy hiểm, hoặc trường hợp có ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách của trẻ mà thôi. Khi muốn cấm trẻ làm một việc nào đó, hãy tìm cách rủ trẻ sang một trò chơi khác thì hơn. Như vậy không hề có tính cưỡng ép hay cấm đoán nào, khiến trẻ cũng thoải mái. 1. Trò chơi tìm châu báu phát triển trí năng. Trò chơi tìm châu báu kể cả giấu đồ vật trước mặt trẻ cũng được, rồi bảo trẻ đi tìm. Trò chơi giấu và tìm đồ vật là cách dạy cho trẻ hiểu rằng, kể cả ở những nơi mà mắt không nhìn, tới nơi cũng có thể có đồ vật. Cho thức ăn vào một trong 3 cái bát. Trên mỗi miệng bát phủ một tờ giấy tissue hay cái khăn ăn. Nhấc tờ giấy ra khỏi miệng bát trong vòng 10 giây, rồi lại đậy lại, bảo trẻ đoán xem thức ăn ở trong bát nào. Trẻ chơi tới khi nào hỏi là trả lời đúng ngay, thì đó là lúc trí năng của trẻ đã phát triển rồi đó. Cùng cho trẻ chơi trò bắt chước. Cho trẻ bắt chước giống như cha mẹ làm mẹ lấy tay bịt mắt của mẹ lại, bảo con cũng lấy tay tự bịt mắt con lại tiếp sau là mũi, là miệng, hay là kéo dài tai ra. Mẹ cầm bút chỉ để viết chữ. Con cũng sẽ bắt chước phải không? Nếu như trẻ bắt chước được việc này, là trí năng của trẻ đã phát triển rất cao rồi đó. Hãy dẫn trẻ đi ra ngoài, cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt. Để cho trí năng của trẻ phát triển, đây là phương pháp tối ưu. Cũng nên cho trẻ được nhìn thấy những bạn ở cùng độ tuổi. Dù không cần phải chơi với những bạn đó, nhưng đó là cách nuôi dưỡng tính xã hội ở trẻ, nên cho trẻ đi bộ ở ngoài hết khả năng có thể thì hơn. 2. Tạo môi trường giàu ngôn ngữ. Vào thời kỳ này, khả năng hiểu ngôn ngữ của trẻ phát triển cực kỳ tập trung. Các cơ quan vùng hàm, họng để phát âm phát triển vượt trội, giúp trẻ đã có thể phân biệt và sử dụng âm tiết một cách chính xác. Trẻ cũng có thể nói được những câu kết nối của 2-3 từ liền nhau. Thời kỳ này mà còn cho trẻ ngậm ti giả sẽ khiến cho các cơ quan vùng vòm họng để điều chỉnh. Âm tiếng không phát triển, trẻ sẽ chậm biết nói. Đây là điều cần hết sức lưu ý. Nên cho trẻ cai sữa, cai ti giả trong khoảng từ 8 tháng tới 1 năm tuổi. Ở cuối giai đoạn này, khả năng bắt chước lời nói dần đi vào hoàn chỉnh. Khoảng 1 tuổi rưỡi, bé mới chỉ nói được khoảng 4,50 từ đơn. Nhưng khi tròn 2 tuổi trẻ sẽ nói được khoảng 300 từ. Đương nhiên, khả năng hiểu lời mẹ nói cũng tiến bộ vượt trội, nhưng để được như vậy, cần có sự trợ giúp của người mẹ. Mỗi khi mẹ ở bên con, khi thay quần áo cho con, khi ăn cơm, khi đi dạo, đều phải nói chuyện với con thật nhiều. Khi vào bồn tắm, cố gắng dạy cho con biết các từ về cơ thể như mắt, tai, mũi, mắt, tay, chân, đầu gối, v.v. Cũng tương tự vậy, hãy dạy cho con tên của càng nhiều đồ vật trong nhà càng tốt. Hãy duy trì cuốn sách từ lúc sơ sinh 5,6 tháng đã cho trẻ xem. Hãy làm một giá sách cho riêng trẻ, trên đó xếp các cuốn sách đã mua cho trẻ lên đó. Khi đó, trẻ sẽ rút một quyển trên giá xuống, đưa cho mẹ, đòi mẹ đọc cho, đúng không? Cha mẹ hãy đọc cuốn đó, say sưa như đọc lần đầu, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần cũng không được tỏ ra chán nản với việc đó. Thời kỳ này mà đọc thật nhiều sách cho trẻ sẽ là bí quyết để biến trẻ thành một người yêu thích sách, đồng thời trí tuệ của trẻ cũng vì thế mà tiến bộ không ngừng. Thời kỳ này, số lượng từ mà trẻ nghe được càng nhiều thì khoảng sau sinh nhật 2 tuổi, trẻ sẽ có một vốn từ cực kỳ phong phú. Như trong chương 1 tôi đã trình bày, có một sự hiểu lầm rất lớn về ngôn ngữ của trẻ thời kỳ này. Đó là cách suy nghĩ rằng chả cần phải dạy trẻ từ ngữ gì mà tự nhiên tới lúc đó trẻ sẽ tự biết nói. Ví dụ, tiếng Latin hiện nay đang là ngôn ngữ bị diệt vong. Vì vậy, chỉ còn một số ít học giả còn nói được lưu loát ngôn ngữ này. Nhưng ngày xưa, từ gã vô học tới nông dân bách tính ở Rome đều nói trôi chảy ngôn ngữ này được. Đến cả con trẻ 2-3 tuổi ở Rome lúc đó cũng dễ dàng nói hiểu cái thứ tiếng khó nghe này. Khi đó nảy sinh quan điểm, cái thần bí là ở chỗ, ngôn ngữ không phải là thứ để học và nhớ, mà là cái thứ con người buột ra từ bên trong cơ thể. Từ đó, nảy sinh tiếp một quan điểm sai lầm cho rằng, việc giáo dục ngôn ngữ, dạy nói, không phải là việc của các cha xứ nữa loài người tiến hóa theo quá trình tự nhiên. Ngôn ngữ của trẻ nhỏ không phải bắt đầu từ việc nghe, mà học một cách tự nhiên từ môi trường bên ngoài. Thế nhưng, trong khi trẻ em ở các nước đang phát triển chỉ học một số lượng ít ỏi từ ngữ, thì các trẻ em sống trong môi trường văn hóa cao lại có thể sử dụng chính xác rất nhiều từ ngữ khó gấp nhiều lần cái gọi là môi trường văn hóa cao, thực ra là để chỉ một môi trường giàu ngôn ngữ. Nhìn vào đây ta thấy, khả năng ngôn ngữ của trẻ thực sự là tùy thuộc vào môi trường. Các bậc cha mẹ cần phải hiểu rằng, càng nhập dữ liệu vào đầu cho trẻ càng nhiều từ ngữ, thì lượng từ trẻ nói ra được mới phong phú. Học giả Chomsky nói, việc trẻ nhỏ nhớ từ ngữ, cũng như việc người lớn học ngoại ngữ, không chỉ dựa vào ký ức để nhớ từ ngữ lọt vào tai trẻ, nằm trong vùng tiềm thức, được phân tích, tổng hợp bằng một bộ máy computer siêu tốc, quản lý theo sự việc và bật ra. Trước đây, tôi đã đề cập tới việc trẻ nhỏ sinh ra đã có sẵn một vùng ngôn ngữ bẩm sinh. Năng lực tiềm tài nơi trẻ nhỏ mới chỉ được sử dụng chút ít, còn lại tới gần 100%, nên trẻ có thể tinh thông được với cả những từ rất khó. Người lớn đã mất dần năng lực này, chỉ còn có thể sử dụng 5% nó thôi. Chính vì vậy, khi khả tiềm tàng còn tới gần như 100% này, phải tận dụng dạy cho trẻ được càng nhiều từ càng tốt. Càng dạy nhiều từ ngữ cho trẻ, trí não của trẻ phát triển thành một em bé thông minh. 3. Làm sao để trẻ không bị nản trí trong giai đoạn có trí? Người ta gọi giai đoạn từ khi trẻ được 1 tuổi 8 tháng tới 2 tuổi là giai đoạn có trí. Thời gian này, trẻ cho chúng ta thấy năng lực tư duy tuyệt vời. Đặc điểm của trẻ giai đoạn này là tách rời khỏi bố mẹ, tự lập, muốn tự thể hiện. Khả năng tư duy phát triển tốt, trẻ rất có thể tự lập được. Tính tự lập của trẻ ở giai đoạn này hoàn toàn chưa phải giai đoạn chín muồi. Vẫn có trẻ còn chưa tốt nghiệp tạ giấy, tức là vẫn phải đóng tạ giấy chứ chưa biết gọi. Tuy nhiên, đây là thời kỳ chuyển tiếp, từ một em bé sơ sinh nằm cũi thành một đứa trẻ thích chơi ở những nơi rộng rãi hơn. Chính vì thế, tổng hợp rất nhiều mặt lại, có thể nói, sự trưởng thành nơi trẻ giai đoạn này là rất mãnh liệt. Sức tư duy của trẻ phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, nhưng thông thường, tâm tính và lời nói của trẻ vẫn còn chậm hơn nhiều. Những việc nên làm cho trẻ giai đoạn này là tạo môi trường học tập cho trẻ, làm thế nào để trẻ được tự do vận động hết mức có thể. Trong giai đoạn này, trẻ vẫn chưa điều khiển tốt tốc độ của các việc, kể cả ăn, nói, chạy hay suy nghĩ. Ví dụ việc chạy, tất nhiên là trẻ chạy có tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi, nhưng khi rẽ quẹo phải trái thì chưa giỏi, hoặc là giống như các vận động viên chạy thì cự ly ngắn lao sầm vào giải lụa căng làm đích, trẻ chạy thì được, nhưng lúc dừng lại bất ngờ thì chưa đứng khựng ngay lại được. Vì vậy, việc quan trọng trong giai đoạn này là giúp trẻ không bị thối trí, nản trí. Trẻ đã có thể nghĩ được ở trong đầu rồi, nhưng thực tế lại không thực hiện được đúng như trẻ nghĩ, do đó, trẻ dễ nhụt lại. Nếu trẻ biết là sức mình có hạn, sẽ cho rằng mình có giá trị, yếu đuối, dễ tự ti. Cha mẹ phải hết sức thận trọng khi tỏ thái độ không thoải mái hay mắng mỏ trẻ. Nhưng lưu ý đặc biệt đối với trẻ giai đoạn này là cha mẹ hãy chơi cùng với con trẻ. Lắng nghe trẻ nói, quan sát kỹ hành động của trẻ, nỗ lực tìm hiểu xem từ thái độ, hành động đó là trẻ muốn gì. Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này có thể chia làm 5 loại. 1. Thú nhồi bông trẻ có thể bế, có thể sờ với cảm giác thích thú, luôn ở bên cạnh trẻ kể cả khi mẹ tắt đèn đi ra khỏi phòng, tạo cảm giác yên tâm cho trẻ. 2. Đồ chơi kích thích trí tưởng tượng như búp bê, nhà cho búp bê, gỗ xếp hình, cát, rối giật dây đơn giản. 3. Đồ chơi bắt chước người lớn như bộ đồ hàng, xe tải, tàu điện, thành phố đồ chơi, nông trường đồ chơi, vân vân. 4. Dụng cụ để vận động như xe ba bánh, xếp đu, cầu thang, cầu trượt, đệm nhảy lò xo, bóng. 5. Đồ chơi chợ giúp phát triển trí tuệ như lò kìm, thao, bộ xếp các đồ vật kích cỡ lớn nhỏ, thành bộ, chime shop, tranh ghép hình puzzle, xe tải lắp ghép, kính lúp, nam châm. Khi đưa trẻ tới công viên gần nhà để chơi, cho bé dùng kính lúp và nam châm xem sao trẻ sẽ phát kiến ra được nhiều điều lắm đấy. 4. Không cho trẻ nghe nhiều tiếng máy, mà nói chuyện với trẻ càng nhiều càng tốt. Tiếng máy ở đây là tiếng TV, radio, băng cassette, CD, video. Nếu mỗi ngày để trẻ nghe liên tiếp 5-6 tiếng đồng hồ, trẻ sẽ quen với tiếng máy, sẽ không có phản ứng với tiếng người thực một cách chính xác nữa. Không phải là tuyệt đối không cho trẻ nghe băng, CD, nhưng cho trẻ nghe cả ngày thứ tiếng máy đó. Sau này sẽ gặp rắc rối khi trẻ giao tiếp thật với người thật, ví dụ như không biết hội thoại với người khác, hay nói lẩm bẩm một mình. Để chữa những triệu chứng đó, trước tiên là dừng ngay việc cho trẻ nghe nhiều tiếng máy lại. Chính người mẹ phải nói chuyện nhiều với con bằng giọng thật của mình, thật nhiều. Cùng qua những câu chuyện, hội thoại giữa mẹ và con này, tình yêu thương của mẹ được truyền tải nhiều nhất, con được mẹ công nhận, con có lòng tự tin, trẻ sẽ trưởng thành hơn nhiều. Việc quan trọng là để cho trẻ phát âm được nhiều, sau đó là dạy bé nói đúng, phát âm chuẩn, lặp đi lặp lại. Hãy nghĩ như là mình đang dạy cho trẻ bị khuyết tật não vậy. Dạy trẻ thật nhiều từ ngữ phong phú, cho trẻ nói bật những từ ngữ đó thành tiếng, khen ngợi trẻ, tạo cho trẻ lòng tự tin. Một việc muốn các cha mẹ nên biết là ở những trẻ khuyết tật não hay năm giác quan, thường các chức năng đó không bằng được trẻ bình thường, nên các việc kích thích hoạt động như nói trên lại càng cần thiết. Nhưng thực tế, bằng các biện pháp như nói trên, nhiều khả năng trẻ khuyết tật cũng được phục hồi chức năng hơn cả ở trẻ bình thường. Hơn nữa, kể cả trẻ bình thường và trẻ khuyết tật, đến 1 tuổi rưỡi, cũng nên dạy chữ cho trẻ. Trẻ khuyết tật cũng rất thích nhớ chữ, kể cả chữ Hán. Thời kỳ này, việc nhớ chữ của trẻ là do thị giác phát triển, cấu tạo của não có biến đổi, kỹ năng biến đổi. Vì vậy mà trẻ bình thường trở thành thiên tài, trẻ khuyết tật cũng trưởng thành như một trẻ bình thường hoặc hơn thế nữa. Khi trẻ nhớ chữ, trong tế bào não lượng phân tử ký ức GAN được tăng lên nhiều, khác hẳn với chất lượng não của trẻ chưa biết chữ. Chính vì thế, trong giai đoạn này, hãy dạy cho trẻ biết chữ, biết đọc, ví dụ như khi đang chơi, cho bé ghép tranh với chữ phù hợp, miếng cát vẽ tranh con chó ghép với miếng cát ghi chữ chó, bảo bé nhặt cát có ghi chữ chó lên, đọc mẫu cho bé, cứ từng chút một như vậy, dạy bé đọc nhiều từ lên. Dạy bé hết chữ cái trong bảng chữ cái, nhớ hết bảng 50 âm chữ cái tiếng Nhật, bé có thể ghép vần của từ đơn giản, đọc được những câu đơn giản. Việc dạy và luyện tập cho trẻ, nhớ là phải là công việc thực hiện hàng ngày, mỗi ngày một chút. Lặp đi lặp lại nhiều lần, thì trẻ nào cũng có thể nhớ được. Cùng với việc đó, trẻ sẽ hiểu được lòng yêu thương sâu sắc của mẹ dành cho mình, trẻ học được tính nhẫn nại. Nếu không biết nhìn tâm tính con để lựa cho khéo, chắc chắn sẽ thất bại. Không nên bắt trẻ tập trung cho mỗi lần dạy luyện trong thời gian quá lâu trên một lần. Hãy bắt đầu khoảng 2-3 phút một lần đến khoảng 5 phút một lần là được. Dần dần trẻ thích trò chơi với chữ mới kéo dài thời gian dần ra. Nếu ép quá, trẻ thành ra phản ứng tiêu cực với chữ. Chịu khó thay đổi cách dạy, cách chơi, không phải những trò vẫn chưa đơn giản nhanh làm trẻ nhàm chán, mà thay đổi một chút cho phong phú. Chúc thành công. Ba La Mã. Phương pháp giáo dục trẻ 3 tuổi. 1. 3 tuổi 12 tuần, hình tròn và hình vuông, circle and square. Trẻ em rất thích vẽ để cái đĩa lên giấy, bảo bé cầm bút chỉ vẽ theo đường vành đĩa. Vẽ lên bìa cứng để làm khuôn. Để làm khuôn, cắt rời hình tròn vừa vẽ ra, được tờ giấy có lỗ hổng hình tròn, đó là khuôn. Cũng làm một khuôn hình vuông cạnh khoảng 15 cm. để mỗi khuôn lên một tờ giấy trắng. Dùng băng dính dán cho khuôn không bị xê dịch dạy bé tên của hình tròn và hình vuông. Cho bé chọn một cây nến màu, bảo bé tô kín hình tròn. Cho bé chọn một cây nến màu khác, bảo bé tô kín hình vuông. Gỡ khuôn ra là được một hình tròn, hình vuông màu sắc đẹp. Khi dùng khuôn để tô như vậy, bé điều khiển được tay và nến tự do. Lần sau thì để cho bé tự cắt rời hình tròn, hình vuông làm khuôn ra, mẹ có thể giúp một chút. Dán hình tròn, vuông, bé tự tô kín màu lên chỗ nào nhiều người nhìn thấy bé dễ dàng nhớ ra tên trò chơi, tên hình tròn, vuông. Nếu bé chưa thuộc tên màu, tên hình thì chơi trò ta là gián điệp để tăng trí nhớ. Ví dụ con hãy tìm đồ vật có màu đỏ và cùng tìm với con. Tiếp tục trò chơi này đến khi bé phân biệt được các hình dạng, màu sắc. Tác dụng của trò chơi ghi nhớ hình tròn, hình vuông. Ghi nhớ tên màu, tự chọn màu, phối hợp hoạt động tay và mắt, khả năng ngôn ngữ, tự tin. Bài này mẹ con mình dán đầy tường từ cửa Genkan vào phòng khách, cứ như là phòng tranh nghệ thuật Ý. 2, 3 tuổi 13 tuần, chúng hay trượt hit or miss. Mở cửa ra, dòng một sợi dây hay một sợi chỉ từ trên xuống, nối đầu dưới dây với một quả bông, cục len, cái tất cuộn tròn, thả xuống. Để dòng dây dài xuống ở ngang tầm mắt của bé, cho bé cầm một cái thước dài hay một cây gậy nhựa cầm bằng hai tay, cân đối, cách xa nhau để có thể quả bông chạm vào thước. Trong khoảng giữa hai tay quả bông bị buộc dây một đầu, nên khi bị vụt chúng sẽ nảy ra phía trước và bật trở lại. Như vậy là dạy trẻ liên tục quan sát mục tiêu. Dạy bé để khẽ chạm thước vào quả bông thôi. Vụt mạnh quá, bóng nảy vào tường, lên chân mất, coi trở lại vị trí ban đầu, không chơi tiếp được. Cứ vụt bóng nảy lên, lại vụt lại để liên hoàn thao tác cần phải làm bóng chuyển động ổn định. Theo đó, bé hiểu rõ quy luật chuyển động của quả bông, khi nó bật lại bé sẽ đánh trúng được. Cho bé đếm xem đánh trúng bao nhiêu lần. Chắc chắn bé rất thích đếm đến bao nhiêu cũng được, miễn là bé thích. Trò chơi này không nhất thiết phải có mẹ chơi cùng, bé chơi một mình cũng được. Tác dụng của trò chơi tập ngắm, phối hợp tay và mắt, dự đoán đúng thời điểm bóng trở lại, tập đếm, ghi nhớ hiện tượng bóng này. 3 tuổi 14 tuần, chuỗi lỗ và hole punch roll. Dùng một miếng bìa 5x20cm, dùng máy dập lỗ khoảng 10 lỗ thẳng hàng lên đó. Đặt miếng bìa đã đột lỗ lên một tờ giấy trắng, dán hai đầu cho khỏi bị xê dịch. Đưa bé bút chì hay bút bi, mẹ dạy cho bé làm thế nào để tô kín màu vào các lỗ đó. Làm tuần tự từ trái sang phải, nếu bé có tô cách lỗ thì cũng không nói gì, cứ để bé tô hết hàng lỗ là được. Tô xong hàng đầu tiên thì tháo băng dính ra, cho bé xem hàng lỗ đã tô màu. Xong lại tiếp tục để miếng bìa lên chỗ khác, tô một hàng mới. Hãy xem bé tô thế nào, cẩn thận hay no home cho xong cả hàng. Ở đây bé lại được củng cố từ hàng, dãy lại cho bé tô từ trái sang phải. Nhiều ngày, nhiều tuần, cho bé xem nhiều loại hàng khác nhau. Ví dụ như hàng chữ trong sách, hàng hoa văn trên vải, hàng ghế trong cửa hàng, như vậy khái. Nhiệm hàng được củng cố mà khả năng quan sát cũng tốt lên. Cho bé cái đột lỗ và giấy, bìa, báo, để bé tự đột lỗ. Cái đột lỗ khó ấn thì mẹ giúp. Cũng có thể kẻ một đường, vẽ một đường để bé đột hàng lỗ theo đường mẹ vẽ. Tác dụng của trò chơi phối hợp hoạt động tay và mắt, khả năng tập trung vào việc tỉ mỉ, phân biệt phải, trái, củng cố khái niệm, hàng, dãy, chuỗi, củng cố khả năng hoạt động theo đường thẳng, tính độc lập và tự tin. Trò chơi này cả Yuki và Yuri đều thích. Có lúc để cái bìa có hàng lỗ đột lên 4 mét vở, tô thành đường viền. Yuki thì thích tô nhiều màu, kể cả trong cùng một lỗ cũng muốn tô bằng 3,4 màu. Yuri thì tô vài ba lỗ một màu. Quyền vở Yuko của hai chị em vẫn còn đấy. Nadestin Yushi. 4, 3 tuổi 15 tuần, tên vật và âm thanh, name and sound. Chuẩn bị 3 món đồ nhỏ đút vừa cái túi giấy nhỏ mà bé cũng đã biết tên gọi, như chùm chìa khóa, hai miếng gỗ xếp hình, cái chuông chẳng hạn. Chọn những vật có phát tiếng kêu như vậy cho vào 3 túi giấy nhỏ khác nhau. Mẹ nói tên từng món đồ trong túi giấy, cho xem hẳn hoi lắc từng túi giấy cho đồ vật bên trong phát ra âm thanh, cho bé nghe âm thanh đó. Đóng miệng túi lại, giấu túi ra chỗ khác. Lắc một túi nào đó, hỏi bé xem đó là âm thanh của đồ vật nào phát ra. Nếu không trả lời được, mẹ lại làm lại, cho xem bên trong là cái gì, rồi lại túm miệng túi lại, lắc lại, cho bé đoán lại làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi bé biết rõ cả ba túi đựng gì, có âm thanh phát ra như thế nào. Lúc khác, lại cho ba món đồ vật khác vào túi luyện cho bé khả năng phân biệt âm thanh, biết chắc chắn âm thanh của những đồ vật quanh mình phát ra. Đổi cách chơi, mẹ nói tên đồ vật để cho bé lắc các túi, nghe âm thanh phát ra, chọn ra đồ vật mà mẹ nói tên lúc trước đó. Đây là trò chơi luyện khả năng nghe của trẻ, hãy lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơn thế nữa, có thể ghi âm nhiều âm thanh trong cuộc sống hàng ngày rồi cho bé nghe, như tiếng máy hút bụi, tiếng đài radio, tiếng đồng hồ, tiếng đĩa bát va vào nhau loảng xoảng, tiếng xối nước, tiếng dã vừng. Khó hơn nữa thì cho bé nghe âm thanh sống. Một lần nữa, lại cho nghe tiếng đã thu thanh, thì khả năng nghe của trẻ cực kỳ tốt. Tác dụng của trò chơi: khả năng phân biệt các đồ vật, khả năng nghe âm thanh, khả năng phân biệt âm thanh, tự tin, khả năng ngôn ngữ. Trò này Yuri Yuki chơi nhiều ở lớp Rhythmic của cô Watanabe. Bậc sơ khai để các con làm quen với âm nhạc, nhạc cụ đấy. Năm, 3 tuổi 16 tuần, nghe và vẽ sách Listen and Draw Book. Chuẩn bị 2 tờ giấy trắng bình thường A4 để làm quyển sách nhỏ. Lấy dập ghim chặt lấy sách, nói với bé trước rằng: bây giờ mẹ muốn con làm một quyển sách, nhưng mà phải nghe mẹ nói mới vẽ nhé. Cho bé xem trang trước, trang giữa, trang sau, đếm số trang. Trang đầu tiên là trang mặt, trang 2, trang 3, trang 4 là trang cuối, làm cho bé biết rằng sách bé làm là có 4 trang. Làm cho bé biết sách hôm nay làm khác với sách làm khi được 2 tuổi 45 tuần. Cho bé quyển sách vừa làm, với cái bút, bút chì hoặc bút mực đều được. Bảo bé vẽ chân dung bé vào trang đầu tiên, mẹ kiểm tra xem bé cầm bút đã đúng chưa. Nếu bé chưa cầm bút đúng, hãy dạy bé cầm đúng, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ ngón giữa để đỡ bút. Cũng bảo thêm với bé là khi viết và vẽ bằng bút thì ngón út và ngón áp út không cử động. Rất có thể bé đòi vẽ ngay, hoặc là mẹ vẽ cho con, nếu con nhờ mẹ giúp đỡ, thì trước tiên là: đầu tiên là vẽ cái đầu này, rồi lấy 2 tay khum lại thành hình tròn cho bé xem, sau đó thì cần có ngực nữa chứ, lấy tay chỉ phần ngực mình cho bé xem. Cũng cần cả 2 tay nữa chứ, rồi cử động 2 tay, cho bé xem vị trí của tay ở trên cơ thể là ở đâu. Rồi 2 cái chân nữa, chỉ cần nói với bé đến thế là quá đủ. Bức vẽ của bé đẹp xấu thế nào cũng phải khen con vẽ giỏi quá đấy. Trang đầu tiên vẽ xong, lật trang thứ 2, bảo bé vẽ mùa nhà. Bảo bé vẽ tuần tự các trang từ bên trái sang. Có thể cho bé xem mùa nhà in trên quyển tạp chí hay bức tranh nào đó để bé vẽ theo cũng được. Đầu tiên là phải vẽ hình vuông đã để dễ hiểu, cũng vẽ cho bé xem hình vuông trong không gian là thế nào. Nhà thì phải có cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà, làm cho bé hiểu đó là những yếu tố cần thiết của một ngôi nhà. Vì sao cần phải có những cái đó? Nếu từ ống khói được bé nói ra thì bảo bé vẽ ống khói lên bức vẽ đó luôn. Bảo bé vẽ cả khói đang tuôn từ ống khói ra nữa cho sinh động. Bé vẽ xong nhớ phải khen thật nhiều vì đã vẽ đúng theo lời mẹ nói. Vẽ nhà xong, sang trang tiếp theo, bảo bé vẽ quả bóng, chắc chắn là bé tự vẽ được rồi. Nếu bé không tự vẽ thì mẹ lại lấy tay khua trong không gian thành hình tròn và bảo: bóng tròn thế này này, con thử vẽ xem nào. Vẽ bóng xong, đến trang cuối cùng, bảo bé: con hãy vẽ hình gì mà con thích cho mẹ xem nào. Có thể sẽ mất chút thời gian vì bé sẽ suy nghĩ xem vẽ gì. Nếu bé muốn mẹ gợi ý thì có thể gợi ý bé vẽ món đồ chơi mà bé thích, cây, chim, hàng, dãy. Bé vẽ xong, nhớ khen ngợi thật nhiều. 4 bức tranh này không nhất thiết phải vẽ xong liền một lúc, nhưng khi vẽ xong hết 4 trang thì hai mẹ con cùng mở sách ra xem, hỏi bé xem bé đã vẽ những gì trên các trang đó. Nếu bé không nhớ ra đã vẽ gì thì mẹ nói lại cho bé nghe, lúc khác mẹ lại hỏi chuyện bé về quyển sách bé tự vẽ đó. Bé tự nhớ ra thì tốt, nếu không nhớ thì mẹ lại nói lại một lần nữa, hoặc là để lúc khác cũng được. Không chỉ nhớ ra mình đã vẽ gì, để cho đầu ngón tay khéo léo thì có thể làm quyển sách khác nữa. Hãy bảo bé vẽ thật nhiều hình vào các trang sách đó, vẽ nhiều sẽ giỏi lên. Mặt khác, đối với trẻ thì hình chúng tự vẽ luôn luôn có ý nghĩa. Nếu bé muốn tô màu lên tranh vẽ của mình, hãy để bé làm theo ý thích. Tác dụng của trò chơi: phối hợp hoạt động của tay và mắt theo sự hướng dẫn mà tai nghe được. Củng cố khái niệm phải trái. Tăng trí nhớ. Biết lật trang đúng thứ tự. Tự tin. Quyển đầu tiên Yuri làm đã vẽ chính mình, trang sau vẽ nhà, trang sau nữa vẽ thỏ Yusehana, trang cuối cùng là một bông hoa, xa xưa quá. Yuki với Yuri thích sản xuất sách Aihan một thời đấy, hồi di 4 chị 8 tuổi. Giờ thì hay sản xuất thẻ lên khoang máy bay, vẽ vào cửa các loại tháng 4 năm 2010. (6) 3 tuổi 17 tuần, đoán xem là gì, guess what? Trẻ em thích câu đố, nên hãy đố bé để bé suy nghĩ xem sao. Câu đố đơn giản thì bé trả lời được ngay. Trò chơi này thích hợp khi cần trẻ yên tĩnh không náo loạn trên tàu xe, bến đợi. Cái gì màu xanh lá cây, màu nâu, dần dần lớn lên, cái cây. Cái gì có 4 bánh, 4 lái đi đây đi đó, xe ô tô. Cái gì có mặt trước mặt sau, nhiều trang, quyển sách. Cái gì có mặt trên mặt dưới, có 4 chân, cái giường. Cái gì có 4 chân, có chỗ dựa, dùng để ngồi, cái ghế. Cái gì nhìn ra ngoài, có cửa kính, cái cửa sổ. Cái gì để ra ra vào vào, cái cửa. Cái gì có 2 bánh xe, có bàn đạp, có tay lái, xe đạp. Cái gì nhiều hình tròn, vuông, ngôi sao, trái tim, để cài quần áo, cái cúc. Cái gì để xem mà có tiếng phát ra, tivi, phim. Cái gì buổi tối sáng lấp lánh trên trời, ngôi sao. Cái gì màu đỏ, phát sáng, phát nhiệt nóng, ông mặt trời. Cái gì mở ra đóng vào được, cất giữ đồ đạc ngăn nắp, cái ngăn kéo. Cái gì mềm mềm để gối đầu, cái gối. Cái gì nóng, đốt cháy được cả gỗ rừng, lửa. Cái gì dài dài dùng để viết, cái bút. Cái gì có một lỗ để sâu chỉ qua để khâu, cái kim. Cái gì có 4 chân và một cái mặt phẳng, cái bàn. Cái gì in nhiều chữ đen và trắng, tờ báo. Cái gì trong suốt mà uống được, nước. Ai có cái tóc buộc túm trên đỉnh đầu, em Yuri. Tác dụng của trò chơi: khả năng suy nghĩ, khả năng vận dụng gợi ý, khả năng nhớ đặc điểm của nhiều đồ vật, hiện tượng. Tăng sự thích thú với trò chơi đố nhau, khả năng ngôn ngữ được phát triển. 7. 3 tuổi 18 tuần chơi với băng dính quý hệt with thép. Cho bé xem và sờ mó kỹ càng một lô các thứ lặt vặt như mẩu giấy màu, đoạn dây đồng bọc nhựa, mẩu đăng ten, đoạn dây vải lượn sóng để trang trí quần áo, miếng vải vụn, cái cúc, quả bóng bông, miếng vải dạ màu, sợi dây, đoạn dây len. Cứ để bé sờ thỏa thích, rồi nói với bé công dụng của từng món trong cuộc sống. Lấy một vài món bày lên tờ bìa, dùng băng dính đính lại, làm thành bức tranh. Cũng có thể cho bé dính từng đoạn băng dính dài khoảng 5 cm quanh miệng cái bát thủy tinh lớn. Bé có thể tự làm việc này được trước khi đó mẹ, nên làm cho bé xem trước làm thế nào để dán, làm thế nào để gỡ băng dính ra được. Khi khác có thể chơi trò này với các món đồ nhặt được ở ngoài đường như lá rụng, cành cây khô rụng, hoa cỏ, lông chim, miễn là những thứ không bẩn thỉu và có thể vứt luôn ngoài đường được. Vậy tác dụng của trò chơi: chơi tự do, tính sáng tạo, củng cố xúc giác mỗi khi tay sờ vào một vật, phối hợp động tác tay và mắt, tự tin, độc lập, khả năng ngôn ngữ. 8. 3 tuổi 19 tuần, vui nhảy jumping phone. Trò chơi này chơi ở ngoài trời thì thích lắm đây. Nhưng nếu không trông được con thì có thể cho bé chơi ở trong nhà cũng được. Nếu chơi trong nhà, phải chuẩn bị ghế thật vững, cầu thang, sofa, bàn thấp, vali khỏe, kệ dậm chân, để bé tập nhảy từ trên xuống. Độ tuổi này, bé rất thích nhảy từ trên cao xuống. Các đồ vật có thể dùng để tập nhảy xuống như đã kể ở trên có độ cao thấp khác nhau. Hãy dùng từng món một, ngoài ra cũng dùng nhiều đồ vật khác, nhiều lúc khác nhau để cho bé tập nhảy xuống, để trẻ không bị quá khích. Chỉ nên dùng một món đồ cho mỗi lần chơi. Để cho bé biết lấy thang băng, hãy cho bé luyện đi luyện lại nhiều lần. Đầu tiên là cho trẻ trèo lên đồ vật, nếu không tự trèo được thì mẹ giúp bé trèo lên đếm 1, 2, 3. Đến 3 thì bé nhảy xuống để cho bé thích trò chơi này, phải làm đi làm lại vài lần. Chơi xong trò chơi này, hãy chơi một trò nhẹ nhàng hơn để lấy lại thăng bằng trong người. Nếu chơi trò này ngoài trời, có thể cùng bé chọn chỗ đắp đất. Mục đích chủ yếu của trò chơi này là để có thể nhảy từ trên cao xuống được, chứ không phải kiểu nhảy lánh nạn, cần phải cho trẻ cảm nhận được cảm giác cơ thể bay trong không gian và đắp đất. Tác dụng của trò chơi: vận động toàn thân, củng cố khái niệm cao thấp, củng cố khả năng so sánh chiều cao của các đồ vật, củng cố khả năng đếm, biết nghe hiệu lệnh trước khi nhảy xuống, biết giữ thăng bằng để nhảy xuống. 9. 3 tuổi 20 tuần cái này để đâu? Where does it belong? Cho vào từng phong bì giấy các đồ vật, chìa khóa, vỏ lon nước hoa quả nhỏ nhỏ, cái thìa, cái cúc to, vẽ đường viền từng đồ vật lên mặt ngoài phong bì. Cho hết các đồ vật trên vào một cái hộp, cho bé chọn một trong số đó, bảo bé đặt vật đó vào chỗ có hình viền vẽ trên giấy giống với nó, chắc chắn bé dễ dàng làm được việc này. Để thử thách hơn, chọn 10 cái cúc kích cỡ khác nhau, vẽ hình viền của chúng lên giấy, cho hết cúc vào hộp, bảo bé lấy cúc trong hộp ra, để vào hình viền tương ứng vẽ trên giấy. Ngoài cúc ra có thể dùng cuộn chỉ, bút chỉ, thìa. Nếu dùng nhiều chìa khóa khác nhau, thì trò chơi này càng khó hơn. Chìa khóa nhìn thoáng qua thì cái nào cũng giống cái nào, song thực ra mỗi chìa có một đường răng cưa khác nhau. Trước khi cho bé xếp chìa khóa vào hình viền tương ứng, thì phải dạy cho bé xem hướng chìa khóa quay về bên nào đã. Ban đầu có thể mẹ phải giúp, nhưng luyện nhiều lần thì tự bé sẽ làm giỏi được. Hơn thế nữa, có thể ấn các đồ vật cuộn chỉ, cái cúc, chìa khóa, lọ kem, bút chì, cái kéo lên đất nặn, lấy hình lõm cho bé đặt đồ vật vào các hình lõm tương ứng trên đất nặn, chắc chắn bé sẽ rất thích. Tác dụng của trò chơi: củng cố nhận thức về các đồ vật, phối hợp hoạt động tay và mắt, tăng khả năng quan sát, nhìn nhận đồ vật giống và khác nhau, so sánh kích thước giữa các đồ vật, khả năng giải quyết vấn đề, tự tin. 10. 3 tuổi 21 tuần, đóng dấu thành bức tranh print painting. Dùng ít màu nước còn thừa pha loãng với nước và tờ giấy vẽ màu nước đã cắt thành hình tròn làm mai rùa, hoặc dùng đĩa giấy cũng được. Cắt tờ giấy khác làm đầu, bốn chân và đuôi rùa, dùng dập nhim đính vào mai rùa. Cắt một miếng xốp rửa bát khoảng 57,5 cm x 13 cm, có miếng xốp lộ to, bề mặt xù xì thì càng tốt. Đầu tiên cho bé xem con rùa, cho bé đếm số chân 4, số đầu 1, số đuôi 1, số mai 1 của rùa. Dạy cho bé biết mai của rùa cứng và chỉ có một cái thôi. Bây giờ con in hình lên mai rùa được đấy, mẹ nói vậy, và cho con xem tranh, ảnh một con rùa, dạy những đặc điểm thú vị của rùa cho con nghe. Cho một ít dung dịch màu nước đã pha ở trên vào một cái bát nông hay một cái đĩa làm mẫu, cho bé thấy làm thế nào để chỉ chấm một ít màu nước vào miếng xốp thôi, rồi cẩn thận đóng dấu lên mai rùa giấy, lặp đi lặp lại nhiều lần để vẽ được toàn bộ cái mai rùa độc đáo, dạy cho bé biết là tranh đang ướt. Phải phơi lên cho nó khô, cũng như quần áo vừa mới giặt còn ướt, đem phơi lên, nước bay hơi đi thành khô. Dạy như thế với bé, nước bay hơi hết thì sẽ khô. Khi khác, cho bé đóng dấu với các đồ vật như bàn chải răng cũ, nắp chai nước, lược bỏ đi, lõi chỉ, cục tẩy, kẹp quần áo. Tác dụng của trò chơi: cho bé biết rằng có nhiều cách để vẽ tranh, củng cố khái niệm ướt, khô, củng cố nhận thức về đặc điểm của rùa, phát triển xúc giác tay khi dùng lực để ấn dấu, tự tin. 11. 3 tuổi 21 tuần, đóng dấu thành bức tranh print painting. Dùng ít màu nước còn thừa pha loãng với nước và tờ giấy vẽ màu nước đã cắt thành hình tròn làm mai rùa, hoặc dùng đĩa giấy cũng được, cắt tờ giấy khác làm đầu, bốn chân và đuôi rùa, dùng dập nhim đính vào mai rùa. Cắt một miếng xốp rửa bát khoảng 5 đến 7,5 cm x 13 cm. Có miếng xốp lộ to, bề mặt xù xì thì càng tốt. Đầu tiên cho bé xem con rùa. Cho bé đếm số chân 4, số đầu 1, số đuôi 1, số mai 1 của rùa. Dạy cho bé biết mai của rùa cứng và chỉ có một cái thôi. Bây giờ con in hình lên mai rùa được đấy, mẹ nói vậy, và cho con xem tranh, ảnh một con rùa, dạy những đặc điểm thú vị của ruồi cho con nghe trong một ít dung dịch màu nước đã pha ở trên vào một cái bát nông hay một cái đĩa. Làm mẫu cho bé thấy làm thế nào để chỉ chấm một ít màu nước vào miếng xốp thôi, rồi cẩn thận đóng dấu lên mai rùa giấy. Lặp đi lặp lại nhiều lần để vẽ được toàn bộ cái mai rùa độc đáo. Dạy cho bé biết là tranh đang ướt, phải phơi lên cho nó khô. Cũng như quần áo vừa mới giặt còn ướt, đem phơi lên, nước bay hơi đi thành khô. Dạy như thế với bé nước bay hơi hết thì sẽ khô. Khi khác, cho bé đóng dấu với các đồ vật như bàn chải răng cũ, nắp chai nước, lược bỏ đi, lọ chỉ, cục tẩy, kẹp quần áo, tác dụng của trò chơi. Cho bé biết rằng có nhiều cách để vẽ tranh, củng cố khái niệm ướt khô, củng cố nhận thức về đặc điểm của rùa, phát triển xúc giác tay khi dùng lực để ấn dấu, tự tin. 12. 3 tuổi 26 tuần ghép 2 mảnh bức tranh To Pass Make a Home. Cắt từ tạp chí ra 5 trang tranh ảnh nhiều màu sắc, đưa cho bé xem từng trang, nói chuyện về các trang đó. Dàn các tờ tạp chí đó lên bìa cứng, lúc hổ khô thì cắt đôi ra bằng một đường uốn lượn, hoặc gấp khúc ở 1-2 điểm. Chỉ cho bé biết đâu là bên phải, đâu là bên trái bức tranh, cho bé xem hết chỗ tranh đã cắt, gợi ý bé là cứ 2 mảnh sẽ ghép thành một bức tranh liền được. Chôm chạo các mảnh ghép hình lên, rồi bảo bé xếp lại thành bức tranh như cũ. Làm xong được mẹ khen, bé càng phấn khích hơn, lặp đi lặp lại trò chơi nhiều lần. Lúc khác, chỉ lấy một nửa trái của bức tranh, bảo bé nói chuyện về nửa bức tranh đó, nghe xem bé nói gì, ghi nhớ lại, và cũng làm tương tự với nửa bên phải. Sau đó cho bé ghép hai nửa bức tranh lại với nhau, bảo bé nói chuyện gì về bức tranh đó. Các bức tranh còn lại cũng làm tương tự, vừa nói chuyện, vừa giải thích cho bé biết là hai nửa có liên quan đến nhau, ghép hai nửa vào thì được bức tranh hoàn chỉnh. Có thể giải thích một nửa, có hai cái một nửa ghép vào nhau thì được một cái hoàn chỉnh cũng được. Có thể dùng từ phải, trái khi nói chuyện với bé, song không nhất thiết phải nhấn mạnh khái niệm phải trái ở đây. Nói là nửa này, nửa kia cũng được. Khái niệm một nửa có thể là khó với bé ở độ tuổi này. Không quên lặp lại trò chơi nhiều lần, nhất là những bé chưa làm được trò này một cách thành thạo. Không hẳn dễ đối với người lớn thì không khó đối với trẻ em. Mới đầu tưởng bé đã hiểu rõ rồi, song không phải lúc nào cũng hiểu rõ, cũng có lúc nhớ mãi không ra. Bởi vậy, việc dạy đi dạy lại các khái niệm cho trẻ thông qua việc lặp lại cùng một trò chơi là rất quan trọng. Tác dụng của trò chơi: củng cố khái niệm phải, trái, nhận thức phần phải và trái của bức tranh không giống nhau, phối hợp hoạt động của tay và mắt, nhận thức rõ hơn việc ghép hai nửa lại thì được một bức tranh hoàn chỉnh. Khả năng ngôn ngữ, tự tin. 13. 3 tuổi 27 tuần, chui vào chui ra, in and out of the box. Chuẩn bị một cái hộp các tông lớn cỡ dựng đứng lên thì bé ngồi vừa. Chuẩn bị 2 bộ, mỗi bộ gồm 8 tờ giấy màu, cắt sợi mảnh, hoặc là 8 cây nến màu cũng được. Các màu là đỏ, cam, vàng, lục, xanh dương, tím, nâu, đen. Cho mỗi bộ giấy màu vào một cái túi giấy khác nhau. Đặt một túi giấy đựng giấy màu ở bên trong hộp các tông, một túi ở bên ngoài hộp các tông. Đầu tiên, bảo bé chọn một tờ giấy màu trong túi đặt bên ngoài hộp các tông. Hỏi bé xem đó là màu gì, rồi đặt tờ giấy màu đó xuống bên cạnh túi giấy để ngoài hộp các tông, bảo bé bò vào hộp, ngồi vào đó. Mở túi giấy ra, chọn giấy màu giống với màu lúc nãy chọn từ túi giấy đặt ngoài hộp các tông, bò ra ngoài, đặt tờ giấy màu bên cạnh tờ lúc nãy đã chọn, xem có giống nhau không. Lần sau lại làm lại với việc chọn tờ giấy màu khác, lại bò vào hộp, ngồi, chọn tờ giống lúc nãy, bò đem ra để cạnh tờ chọn trước. Cho bé chơi vậy cho đến hết số giấy màu đã chuẩn bị trong túi giấy. Với các bé đã thuộc tên các màu thì có thể thay giấy màu bằng đồ vật có màu sắc. Bảo bé nói tên màu bé chọn lên, bò vào hộp, ngồi trong đó, tìm đồ vật có màu sắc giống với màu bé đã chọn, bò đem ra. Với các bé chưa thuộc tên các màu, chỉ cần chơi với giấy màu, sắc màu là được, có màu nào bé hay quên tên thì làm một mình màu đó thôi. Để bé tự tin hơn, làm lại một lần nữa với toàn bộ 8 màu trên, xong rồi khen bé: "Con biết tên các màu hết rồi đấy." Tác dụng của trò chơi: tăng trí nhớ, khả năng nói tên màu, tim màu giống nhau, vận động toàn thân, phối hợp hoạt động tay và mắt, tự tin. 14. 3 tuổi 28 tuần, bật và tắt on and off. Trò chơi này có thể chơi như chơi game cũng được, tức là lúc nào mẹ vừa làm việc gì đó vừa để con chơi trò này cũng được. Cho bé bật tắt công tắc điện ở nơi mẹ trông được. Kiểu chơi này giúp bé tự tin và có tính độc lập. Khi bật tắt điện, mẹ nhớ dặn con, phải cẩn thận. Trẻ con rất thích bật công tắc điện, ấn vào nút, gạt nút, xoay nút để bật tắt điện. Ban đầu chơi với các công tắc điện trong nhà. Bật đèn, tắt đèn dẫn trẻ đi trong nhà và đếm xem có bao nhiêu công tắc đèn. Khi khác thì cho bé bật tắt đèn bàn. Có loại đèn bàn bật bằng cách xoay nút, có loại ấn mạnh một bên nút, có loại ấn nút về phía trước. Hiện nay có loại đèn bàn mà chỉ cần sờ vào công tắc là bật tắt được. Cho bé xem nhiều kiểu bật tắt đèn bàn và thực hành bật tắt đèn. Ngoài ra trẻ em độ tuổi này còn thích các nút bật tắt của máy hút bụi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, lò nướng bánh mì, máy rửa bát, máy hủy rác tươi sống, đài, TV. Khi dùng các thiết bị điện này, hãy nhờ bé bật, tắt máy giặt và máy sấy quần áo có nút ở độ cao bé không với tới được. Song nếu được bật tắt cho loại máy này chạy thì bé vô cùng thỏa mãn. Mẹ lúc đó nhớ phải nhắc bé cẩn thận. Tác dụng của trò chơi: tạo cho bé cảm giác biết giúp đỡ mẹ, phối hợp hoạt động tay và mắt, nhận thức được nhiều loại nút, cảm nhận được nhiều cảm giác mỗi khi sờ tay vào một loại công tắc, tự tin, khả năng ngôn ngữ. 15. 3 tuổi 29 tuần, xẻ giấy tearing strips. Chuẩn bị 5 cái khay và 5 cái nút chai bằng nhựa, lấy bút ghi rõ lên nắp chai đó các số 1, 2, 3, 4. 5 xếp theo thứ tự đó sẽ tờ tạp chí thành băng giấy rộng khoảng 2,5 cm, đưa cho bé. Cho bé xem cái nắp chai ghi số 1 và bảo đây là một con xé một mẩu giấy, để vào khay này. Nắp số 2 thì xé 2 mảnh để vào khay, nắp số 3 thì xé 3 mảnh để vào khay. Cứ thế với 4 và 5. Làm xong, cùng bé đếm số mẩu giấy trong các khay làm cho bé hiểu rõ các số lượng 1, 2, 3, 4, 5. Cho bé xé giấy, đếm, chỉ xé đủ số lượng bằng số ghi trên nắp chai, rồi lại xé tiếp phần sau chia vào các khay tiếp theo. Mới đầu có thể phải giúp bé làm, song sau đó nên để bé tự làm lấy. Mẹ chỉ giúp khi nào thật cần thiết. Khi lặp lại trò chơi, vứt hết giấy đã xé của lần trước đi, xé giấy mới. Khi khác thì tráo trộn các nắp chai, không theo thứ tự nữa, rồi bảo bé xếp lại cho đúng thứ tự từ trái qua phải là các số từ 1 đến 5. Làm cho bé hiểu tay đi chuyển từ trái qua phải lại xáo trộn, lại nhờ bé xếp lại. Bé xếp đúng thứ tự từ 1 đến 5 rồi, thì có thể áp dụng với các số từ 6 đến 10. Tiếp tục chơi với các số từ 1 đến 5 cho bé đếm các vật nhỏ nhỏ rồi để vào khay. Cũng không nhất thiết các món đồ để cùng một khay phải giống nhau. Lặp lại trò chơi nhiều lần, bé hiểu ý nghĩa của trò chơi, làm quen hơn là học. Tác dụng của trò chơi: phối hợp hoạt động tay và mắt, nhận thức việc cóp nhặt những vật nhỏ lại thành một tổng thể. Nhận biết, nhớ rõ các chữ số từ 1 đến 5, khả năng tìm vật phù hợp, số tờ giấy khớp với số ghi trên nắp. Tự tin. 16. 3 tuổi 30 tuần, 3 hình tam giác three triangles. Chuẩn bị 3 tờ giấy A4. Mỗi tờ đặt nằm ngang cắt ra một hình tam giác có đáy là một cạnh ngang của tờ giấy A4. Cắt sao cho 3 hình tam giác có độ to nhỏ khác nhau. Đầu tiên cho bé xem 3 hình tam giác vừa cắt. Cho bé xem hình tam giác nhỏ nhất, đặt nó trở lại chỗ cắt trên tờ A4 ban đầu vào bảo hình tam giác này bé, rồi cho bé xem hình tam giác nhỏ. Bảo hình tam giác này to hơn hình tam giác bé, cho bé xem hình tam giác lớn, rồi bảo hình tam giác này to nhất. Cả 3 hình tam giác đều đặt chung vào vết cắt của tờ A4 cắt ra hình tam giác nhỏ nhất. Gỡ cả 3 hình tam giác ra, xếp lại theo thứ tự to dưới, bé trên cho bé xem. Bảo bé xếp hình tam giác vào vết cắt vừa khít trên các tờ giấy A4 ban đầu để bé tự làm xem sao. Nếu bé không biết làm thì mẹ giúp bé xếp được rồi lại gỡ ra, xáo trộn lên và lại bảo bé xếp lại về vị trí vừa khít, nếu cần thì mẹ giúp. Bảo bé xếp hình cây, hình tam giác lớn ở dưới, tam giác nhỏ ở trên. hỏi xem bé đã bao giờ nhìn thấy hình giống thế chưa. Yuri bảo giống hình cây thông nôn cho Mistress, học luôn. Dạy bé rằng hình này có 3 cạnh nên gọi là tam giác. Vẽ ra giấy hình vuông, bảo bé đếm xem có mấy cạnh. Nếu bé không đếm được thì mẹ vừa chỉ vào cạnh hình vuông, vừa đếm cho bé xem. Tam giác có 3 cạnh, hình vuông thì có 4 cạnh, cạnh là giác. Bao nhiêu cạnh thì tên gọi là bấy nhiêu giác. Hơn nữa thì bảo bé vẽ hình tam giác và hình vuông. Mẹ có thể vẽ bằng nét đứt trước rồi bảo bé tô lại thì dễ làm hơn. Nên cho bé chơi hình tam giác bằng bìa với cái khuôn của nó, bé sẽ hiểu được về độ to nhỏ của các hình. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về độ to nhỏ, phối hợp hoạt động tay và mắt, khả năng giải quyết vấn đề, nhận biết sự khác nhau giữa hình tam giác với hình vuông, khả năng ngôn ngữ. 17. 3 tuổi 32 tuần, hình bàn chân foot shapes. Chuẩn bị 3 đôi giày của bố, mẹ và của bé, lấy một tờ bìa, đặt giày lên trên, vẽ viền xung quanh giày để được hình đế giày, cắt lấy hình đế giày đó. Trên 3 miếng bìa hình đế giày trái, đều ghi bằng mực xanh lá cây là lời trái trên mũi giày, chỗ các con chân. Cũng làm vậy, 3 miếng bìa hình đế giày phải thì ghi bằng mực đỏ là giờ phải. Cho bé cầm, sờ, ngắm nghía, xăm soi cả 3 đôi giày. Cùng bé đếm giày, có 6 chiếc, nhưng mỗi người cần có 2 chiếc. 2 cái giày để một người đi được gọi là một đôi. Đầy con lại nhặt đủ 3 đôi giày, rồi xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ. Ngoài ra cũng cho bé thực nghiệm nhiều đồ vật có đôi như đôi tay, đôi tai, đôi mắt, đôi đầu gối, đôi khuỷu tay, hay là đôi găng tay, đôi tất, đôi vợt cầu lông, đôi đũa. Cho bé xem các đế giày bằng bìa đã cắt, để các chữ L giờ hướng lên trên. Bé hỏi L giờ là cái gì thì giải thích rằng L là chữ đầu tiên của từ left trái, giờ là chữ đầu tiên của right phải. Ai cũng phải có chân trái và chân phải. Bảo bé tìm hình đế giày ghép đôi của nhau, tìm được thì mẹ lại đặt các hình đó sao cho chữ L giờ hướng lên trên, rồi xáo trộn 6 chiếc giày đó lên cho bé xem, chiếc to nhất, chiếc to thứ hai, chiếc nhỏ nhất. Bảo bé nhặt và xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ, nếu không làm được thì mẹ làm cùng. Chắc chắn bé sẽ thích thú làm nhiều lần, nếu bé không thích thì để lúc khác làm lại. Có thể mở rộng, đặt các đầu có chữ L, giờ quay xuống dưới, xáo trộn hết lên, rồi bảo bé đặt các hình đế giày cho đúng hướng và ghép thành các đôi. Bảo bé thử tìm chỉ các đế bên phải, xếp theo thứ tự to nhỏ, rồi lại tìm các đế bên trái thôi, xếp theo thứ tự to nhỏ. Chắc chắn bé sẽ thấy trò này hay. Khi chơi thì có nói các từ phải trái, bé có nhận thức được, song để phân biệt được phải trái thì còn phải mất nhiều thời gian nữa. Tác dụng của trò chơi: phối hợp hoạt động tay và mắt khi phải tìm các vật ghép thành đôi, nhận biết từ phải, trái số 6. Nhận biết được sự liên quan giữa giày, hình giày, độ to, đôi. 18. 3 tuổi 33 tuần, vị gì? How does it taste? Chuẩn bị đường, muối, cà cao, giấm, cho bé nếm thử. Cho một tí đường vào miệng khăn giấy, bảo bé nếm. Ngọt bảo bé thế, rồi cho bé thử ngửi mùi đường. Tiếp theo là muối, cho một tí muối vào miệng khăn giấy, bảo bé nếm. Mặn, bảo bé thế, rồi cho bé thử ngửi mùi muối. Cũng làm thế, cho một tí ca cao vào miếng khăn giấy, bảo bé nếm đắng. Bảo bé thế, rồi cho bé thử ngửi mùi ca cao. Cho một tí tẹo giấm vào cái chén con, bảo bé ngửi xem, nếm xem sao và bảo chua. Nhắc lại 4 từ ngọt, mặn, đắng, chua cho bé nhớ. Hỏi xem bé biết cơ thể nhận biết vị bằng cơ quan nào không. Lấy gương cho bé soi lưỡi và giải thích lưỡi là cơ quan nhận biết vị đấy. Đầu lưỡi này, hai bên lưỡi này, cuống lưỡi này. Lần này thì hỏi bé xem bé nhận biết mùi bằng cơ quan nào. Đồng thời đây là cơ hội để dạy cho bé biết sự nguy hiểm của việc ngửi, liếm mút thử các thứ có mùi lạ. Cũng nói với bé về chất độc, cái gì mà nhiều quá cũng thành độc. Có những thứ chỉ cần một tí tẹo thôi cũng là quá nhiều cho cơ thể. Khi vào bữa ăn chính hay bữa ăn vặt, hỏi xem bé đang ăn thức ăn có vị của cái gì. Nếu bé quên và không trả lời được 4 vị đã học, thì mẹ nhắc lại đường, muối, ca cao, dầm cho bé nhớ lại. Cũng có nhiều món bé khó phân biệt được vị rõ rệt, cũng có món ăn đậm, có món ăn nhạt. Vì vậy, nên hỏi bé với những món ăn có vị rõ ràng để bé dễ trả lời. Ví dụ nói bạc hà thì bé nhớ ngay là cay, nhưng bạc hà hay được dùng với các món khác làm thay đổi mùi vị ban đầu, nên bé khó mà nhận biết được vị cay của bạc hà. Để cụ thể hơn, có thể dùng tranh ảnh các món ăn để chơi trò chơi này với bé. Bé rất thích tên và vị của các món ăn mới. Với các món bé hay ăn thì chỉ cần xem tranh ảnh là bé nhớ ngay gia vị của món đó. Tác dụng của trò chơi: nhận biết vị bằng lưỡi, nhận biết nhiều loại vị khác nhau, khả năng ngôn ngữ, nhận biết về độc, nhận biết về món ăn qua vị, nhận biết của khứu giác và vị giác được củng cố. 19. 3 tuổi 34 tuần, chia dao dĩa sort the tableware. Chuẩn bị vài bộ dao, dĩa, thìa bằng nhựa hay kim loại đều được. Cho hết vào một cái chậu hay cái rổ, trộn lên, rồi bảo bé nhặt riêng dao ra dao, dĩa ra dĩa, thìa ra thìa. Để đựng đồ bé nhặt riêng, có thể dùng cái khay có ngăn làm ba. Ban đầu có thể phải giúp bé làm. Lúc đó, mẹ nhặt mỗi loại một chiếc, để vào các ngăn trong khay, còn lại thì để bé làm nốt. Bé làm giỏi rồi thì có thể bảo bé nhặt hết dao, dĩa, thìa trong số bát đũa đã rửa ra cho mẹ. Mẹ nên nhặt các con dao nhọn cất riêng trước khi đưa cho bé chọn. Khi chuẩn bị ăn cơm, mẹ bảo bé lấy dao dĩa bày lên bàn cho mẹ. Cách bày cũng có bài bàn của nó. Mẹ làm mẫu, rồi bé làm nốt phần còn lại. Dù bé đặt chưa ngay ngắn, mẹ cũng khen bé nhiều. Con làm giỏi quá, như vậy chẳng mấy chốc bé sẽ tự làm một mình được. Hỏi bé xem trong số dao dĩa đó thì cái nào dài nhất, rồi đến cái nào ngắn nhất. Khi xếp dao dĩa xuống bàn, bé cũng nhận thấy cái nào là to, cái nào là bé, cũng có thể bé cao hứng lên đếm số dao dĩa trên bàn nữa. Tác dụng của trò chơi: bé biết chia, biết đếm, thích được giúp mẹ, tự tin, nhận biết độ dài ngắn, to nhỏ của đồ vật, phối hợp hoạt động tay và mắt. 20. 3 tuổi 35 tuần, nổi hay chìm, sink or float. Chuẩn bị 5 vật nổi trên nước, 5 vật chìm trong nước. Cho nước đến khoảng lưng cái chậu hay cái nồi. Đặt chậu nước lên bồn rửa mặt hay bồn rửa bát, rồi cho bé làm. Ví dụ như miếng bọt biển, cái lõi chỉ, cái xếp hình bằng nhựa, cây nến, cái nắp chai bằng nhựa, cái đình, cái chai nhựa, cái ốc, cái vỏ hến, cái cúc to. Cho bé xem cái thìa kim loại chìm thế nào, cái thìa gỗ thì nổi thế nào. Cái thìa gỗ thì dù có ấn nó xuống đáy rồi, nhưng thả tay ra thì nó lại nổi bật lên mặt nước. Cho bé quan sát kỹ hiện tượng. Mẹ bảo bé đặt cái thìa kim loại sang bên trái chậu nước, rồi tiếp tục thả các đồ vật đã chuẩn bị vào nước. Cái nào chìm thì để cạnh cái thìa kim loại, cái nào nổi thì để sang một bên kia, chỗ có cái thìa gỗ mẹ đã đặt sẵn. Để bé làm một mình, mẹ xem con làm. Nếu cần thì hỗ trợ bé làm xong hết, rồi mẹ ra cùng bé kiểm nghiệm lại một lần nữa với từng vật một. Đây là cơ hội để nói với bé về chuyện bơi. Nếu trong nước giữ được thăng bằng thì sẽ nổi lên mặt nước, nếu không có thăng bằng thì sẽ bị chìm trong nước. Cũng nói cho bé biết về những điều cần chú ý để an toàn với nước, hay là tác dụng của nước, để uống, để nấu ăn, để giặt, để lau rửa, để tưới cây, để bơi, để chơi thuyền, để hòa tan, muối hay đường. Khi khác lại chọn các đồ vật khác để bé thử nghiệm xem nó chìm hay nổi trong nước. Cũng có thể bé muốn tự mình tìm các đồ vật để thử nghiệm, hoặc có thể sẽ đếm xem có mấy cái nổi, mấy cái chìm. Và mẹ cho bé thử nghiệm nhiều tác dụng khác của nước nữa xem sao. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về nước, khả năng giải quyết vấn đề, phán đoán xem đồ vật nổi hay chìm, tự tin, có tính độc lập, nhận biết về đặc trưng của nước, khả năng ngôn ngữ. 21. 3 tuổi 36 tuần, bài hát I'm the Alphabet Song App. Cùng hát bài app với bé A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, B của G, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know me A, B, C, tell me what you think of me. Viết ra giấy chữ in hoa, vài chữ in thường các chữ cái cho bé xem. Vừa viết vừa hát vài lần rồi giải thích với bé là app cũng là ký hiệu. Cũng như vẽ tranh vậy, người ta sắp xếp các chữ cái lại với nhau theo thứ tự nào đó sẽ được từ thích hợp. làm cho bé hiểu thế nào là từ viết tên của bé ra và bảo đây là tên của con được viết bằng chữ cái ghép lại đấy. Mượn thư viện quyển sách dạy chữ cái, hoặc là mua một quyển. Chọn những quyển có chữ in to, dễ nhìn, màu sắc tươi vui, chữ cái nào cũng có kèm các hình của từ bắt đầu bằng chữ cái đó. Loại sách này vừa thích hợp với bé ở độ tuổi này nhất, vừa xem, vừa đọc, vừa nói chuyện về tranh về từ được. Để bé tự đọc, tự xem nhiều lần quyển sách này. Hát bài hát A, B, C nhiều lần là bé nhớ các chữ cái được. Hát chậm, rõ ràng để bé phát âm các chữ cái cũng rõ ràng được. Hát nhanh, bé cuống, phát âm không rõ ràng, bỏ sót chữ. Khi mẹ đọc sách cho con, thì hướng con chú ý vào một chữ nào đó, bảo bé chỉ tìm chữ cái đó trong sách. Thế thôi cũng làm bé thích thú, rồi bé thích thì lại bảo bé tìm chữ khác, xem trong cả quyển nhiều chữ đó không. Nếu bé không thích thú với trò chơi này lắm, chỉ cần hát bài ABC nhiều lần, thế nào bé cũng nhớ được chữ cái. Hãy giải thích với bé rằng cần phải biết chữ, để đọc, để viết, để sắp xếp theo thứ tự ABC, để tra từ điển, để dùng máy tính. Chơi trò đoán chữ trước và chữ sau của chữ mẹ đọc là chữ nào với bé cũng hay. Ví dụ như mẹ bảo, trước chữ K là chữ gì nào, sau chữ D là chữ gì, giữa chữ H và G là chữ gì. Chẳng hạn thế mẹ tự làm lấy một bộ thẻ chữ cái, khi chơi không làm lẫn lộn trước, sau, giữa, mỗi lần chỉ chọn một kiểu chơi thôi. Trò chơi này áp dụng cho bé từ khi học mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2 cũng phù hợp. Ban đầu thì chơi bằng chữ to, dần dần chơi chữ nhỏ. Bé hỏi sao có chữ to chữ bé, mẹ trả lời là chữ to là mẹ, chữ bé là con ở độ tuổi này. Chưa cần dạy thứ tự nét viết đúng, xong có nhiều khi bé thích thử viết chữ bằng đất nặn, bằng sợi mì luộc, bằng mảnh giấy màu cắt mảnh, bằng sợi chỉ đứt. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về chữ cái, nhận biết chữ to chữ nhỏ, thứ tự chữ trong bảng, khái niệm trước sau. Giữa, khả năng nghe đúng chữ cái, tự tin. 22. 3 tuổi 37 tuần, tìm miếng vải giống nhau fabric match. Chuẩn bị 8 loại vải hoa văn khác nhau, mỗi loại cắt làm 2 miếng vuông cạnh 7,5 cm. Dán từng miếng vải lên từng tờ bìa để dễ dùng. Các hoa văn như kẻ vuông, chấm tròn, kẻ dọc, hoa, tranh trừu tượng. Xáo trộn các mảnh vải vuông lên, bảo bé tìm các mảnh giống nhau. Khó hơn thì lật úp mặt hoa văn xuống nền, bảo bé lật từng 2 miếng một lên xem có giống nhau không. Không giống thì lại úp xuống chỗ cũ, bảo bé nhớ hoa văn của miếng vải đó ở vị trí đó, lại nhặt 2 miếng khác, đến khi nào tìm được 2 miếng giống nhau. Làm như vậy cho hết chỗ vải đã cắt. Lần tới thì bảo bé tìm màu đặc trưng của những miếng vải vuông đó. Khi bé tự tin tìm đúng một màu rồi thì chuyển sang màu khác. Làm cho bé biết càng nhiều màu trong một miếng vải càng tốt. Khó hơn nữa thì ghép các miếng vải vuông này thành miếng vải vuông to hơn. Hình vuông to có cạnh bằng 4 hình vuông nhỏ chẳng hạn, hoặc nhiều hình khác nữa. Bây giờ lại đếm số mảnh vải vuông này, lại tìm 2 miếng cùng hoa văn cho thành cặp, tìm hết 8 cặp. Bé nào thích đếm thì mẹ bảo bé nhặt một số miếng như mẹ nói, rồi hai mẹ con cùng kiểm lại. Lúc khác lại bảo con tìm các mảnh vải có màu đỏ hay màu gì khác đó cũng được, xem nào mẹ kiểm tra lại xem con tìm có đúng không, có bao nhiêu mảnh. Hoặc là hỏi bé xem đếm mảnh vải thì đếm thế nào. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về hình vuông, nhận biết về màu sắc rõ ràng hơn, tìm cái giống nhau, khả năng tìm màu nhất định, khả năng đếm, tăng trí nhớ, tự tin. 23. 3 tuổi 38 tuần, chơi bóng hình shadow fan. Chuẩn bị cái đèn pin thật sáng. Để trò chơi thật vui, chuẩn bị nhiều đồ vật trong nhà, như đề cắm nến, cái hộp nhỏ, con thú nhồi bông, kệ chắn sách, quả bóng, lọ hoa, cái xô nhựa con chẳng hạn. Nếu dùng đèn pin hình ống thì phải chuẩn bị cái hộp giấy để đựng giày, khoét một cái lỗ đủ để thò cái đầu đèn pin ra được. Làm như vậy thì đèn ở vị trí cố định, ánh sáng phát ra cũng ổn định. Đặt đồ vật xuống sàn nhà, trước một bức tường tối đen, hoặc là bức tường ánh sáng không chiếu hắt vào, đặt đèn pin ở vị trí chiếu vào đồ vật. Cho bóng in trên tường là sắc nét nhất, đặt từng đồ vật trước đèn pin cho bóng hiện lên tường. nói cho bé nghe về đường nét hình dáng cái bóng đó, cho bé xem hết bóng của các đồ vật đã chuẩn bị. Bé sẽ rất thích, chắc sẽ gieo lên có nhiều hình dạng khác nhau, hay quá, cũng nên. Bây giờ, cất hết các đồ vật vào chỗ nào bé không nhìn thấy, lấy một đồ vật ra để trước đèn, cho bé nhìn bóng in trên tường, hỏi xem đó là bóng của đồ vật gì. Nếu bé không nhớ ra thì cho bé xem hết số đồ vật, bảo bé chọn trong số đó cái có bóng đang in trên tường, tiếp diễn trò chơi cho đến hết số đồ đã chuẩn bị. Hoặc đến khi bé chán thì thôi, lúc khác mẹ để cho bé biểu diễn lấy bóng đồ vật, rồi hỏi xem mẹ có biết bóng của vật gì không. Trò này bé chắc chắn thích thú. Thử giải thích với bé vì sao có bóng cho bé nghe, bởi vì ánh sáng không xuyên qua đồ vật được, chỉ đi qua đường viền ngoài của đồ vật và in đường viền ngoài cái bóng của đồ vật lên tường. Cửa sổ kính trong suốt thì ánh sáng xuyên qua được, nên chúng ta nhìn thấy quang cảnh bên ngoài cửa sổ kính. Chuẩn bị một tờ giấy vuông, cạnh khoảng 13 cm, chính giữa cắt lấy một hình thù gì đó có kích thước nhỏ hơn ống đèn pin, phủ tờ giấy đó lên đầu đèn pin, lấy dây chun buộc chặt xung quanh lại, bật đèn lên dọi lên tường. Chắc chắn bé sẽ vui thích khi nhìn thấy cái bóng ngộ nghĩnh trên tường. Làm thêm các hình khác cho bé xem. Lúc khác, dẫn bé ra ngoài vào buổi sáng sớm, cho bé đứng ở một chỗ, cho bé xem bóng của bé in trên mặt đất đến trưa, lại dẫn bé ra đúng chỗ đó, cho bé xem bóng bé in trên mặt đất đến tối, lại dẫn bé ra đúng chỗ đó, cho bé xem bóng của bé in trên mặt đất ở vị trí nào. Mặt trời như cái đèn pin khổng lồ, nhưng buổi sáng thì ở hướng này, đông, buổi trưa thì trên đỉnh đầu, buổi chiều thì ở hướng ngược lại, tây, nên bóng của con in trên mặt đất có vị trí khác nhau. Lúc sáng thì ngả về tây, trưa thì ngay dưới chân con, chiều thì bóng ngả về phía đông. Giải thích với bé như vậy. Trong lúc chơi bóng hình ngoài sân, bé sẽ nhận thấy rằng cái bóng lúc sáng sớm và lúc chiều muộn là dài nhất, và nhận ra sự thay đổi của thời gian. Mở rộng hơn, lấy băng dính dán một tờ bìa màu đen lên tường, dán bằng băng dính để khỏi bị hỏng tường. Cho bé đứng lên bục, áp một bên vai vào tường, để khi chiếu đèn pin được bóng bé nhìn nghiêng in lên tờ bìa đen. Đặt đèn pin lên một cái bàn thấp hơn, nếu có máy đèn chiếu thì tốt, không có thì để đèn pin cố định một chỗ cũng được, nhưng phải chiếu sao cho bóng bé in lên tường là sắc nét nhất. Khi có bóng rõ ràng rồi, lấy viền phấn trắng vẽ theo đường viền của cái bóng đó. Tắt đèn pin đi, gỡ tờ bìa đen, cắt theo đường phấn trắng, dán hình lên một tờ giấy trắng. Thế là được bức tranh bóng của bé để làm kỷ niệm. Tác dụng của trò chơi: bé thích bóng hình, nhận biết sâu sắc hơn về ánh sáng và bóng, nhận biết rằng chiều dài bóng in trên mặt đất thay đổi theo thời gian trong ngày, nhận biết được rằng ánh sáng không xuyên qua đồ vật, nhận biết nhiều hình dạng khác nhau, nhớ được bóng của nhiều đồ vật, khả năng ngôn ngữ, tự tin. 24. 3 tuổi 31 tuần cái vòng hoops. Chuẩn bị 3 cái khung thêu hình tròn cỡ to, nhỡ, nhỏ, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trên đường thẳng dưới nền nhà. Hỏi bé hình này là hình gì? Cả 3 cái đều là hình tròn, cho bé nhớ rõ hình tròn là thế nào. Vừa cho bé xem, vừa lồng cái vòng nhỏ và nhỡ vào trong cái vòng to. Bảo bé lấy 2 cái vòng nhỏ ra rồi hỏi cái vòng còn lại này là cái vòng nào. Nếu bé không trả lời được là cái vòng to nhất thì mẹ hãy giúp bé lại hỏi trong 2 cái vòng bé lấy ra lúc nãy thì cái nào to hơn. Làm vậy để bé biết tập so sánh các đồ vật với nhau. Bây giờ bảo bé quay cái vòng nhỏ nhất. Cái vòng nhỏ nhất dừng lại thì quay cái vòng nhỡ. Cái vòng nhỡ dừng lại thì quay cái vòng to nhất. Hỏi bé xem cái nào quay được lâu nhất, cho bé tự do chơi các cái vòng ấy, thế nào bé cũng tìm ra cái gì đó hay về các cái vòng. Nếu có cái vòng để lắc bụng thì lấy ra cho bé xem, rồi hỏi bé xem vòng nào là to nhất. Bé sẽ hoặc là lấy cái vòng lắc ấy quay, hoặc là đặt nó xuống sàn cùng với 3 cái vòng kia để so sánh, đằng nào cũng được, để cho bé làm cách mà bé thích. Mở rộng hơn, cho bé chơi trò gom đồ vào vòng có các nhóm 1 cái, nhóm 2 cái, nhóm 3 cái, nhóm 4 cái, nhóm 5 cái. Mẹ nói một nhóm nào đó, bảo bé cho vào vòng nào đó. Khi mẹ nói đến vòng nào đó thì dùng cách nói cho vào vòng nhỏ nhất, hay cho vào vòng nhỏ thứ hai, hay cho vào vòng to thứ hai, hay cho vào vòng to nhất. Hoặc là cho bé chơi ném vòng trúng đích, cũng hay lật ngược một cái ghế đầu lên, cho bé ném vòng sao cho lồng được vào chân ghế. Làm nhiều sẽ quen và giỏi, bé cũng biết vòng nào to, nhỡ, nhỏ. Ném trúng, có điều không nên chơi ném vòng trúng đích bằng vòng lắc bụng. Tác dụng của trò chơi: nhận thức việc so sánh độ to nhỏ giữa các đồ vật, biết rõ hơn về hình tròn, phối hợp hành động tay và mắt, nhận biết được chuyển động của nhiều đồ vật, tự tìm kiếm, tự tin. 25. 3 tuổi 39 tuần, cưỡi ngựa gỗ Galefon. Chuẩn bị một cái tất vải thật to bào bé cùng làm, nhồi báo hay tất giấy cũ vào trong cái tất to. Cắt vải dạ màu làm mắt mũi miệng con ngựa, hai cái mắt hình quả trứng, màu xanh, một cái mũi hình tam giác màu đỏ, hai cái tai hình tam giác màu nâu, một cái miệng hình chữ U, màu đỏ. Cho bé dùng keo dán vải, dán các bộ phận lên cái tất vải, làm thành cái đầu con ngựa. Buộc túm cái đầu vào một cái cán chổi, thế là xong con ngựa que. Trước tiên mẹ làm mẫu cách cưỡi ngựa que cho bé xem. Cưỡi ngựa que là đưa một chân ra phía trước, chân sau vừa nhảy lên vừa bước lên theo. Chân trước lại bước một bước lên, cứ thế lặp đi lặp lại. Ban đầu mẹ và bé cùng tập bước đi kiểu cưỡi ngựa que này đã. Rồi mẹ để cho bé làm chạm, nàng cưỡi ngựa một mình. Cưỡi ngựa que khác với nhảy chân sáo. Cưỡi ngựa que thì hai chân không đổi vị trí sau trước cho nhau mà vẫn tiến lên phía trước, còn nhảy chân sáo thì hai chân luôn đổi vị trí cho nhau cho bé chơi ở nơi rộng rãi, vừa hát bài cưỡi ngựa que vừa bước đi theo nhịp. Khi bé cưỡi ngựa que giỏi rồi thì bảo bé xuống ngựa, tập nhảy chân sáo như hồi 3 tuổi 2 tuần đã từng làm. Tác dụng của trò chơi: vận động chân và hông, nhận biết rõ mặt con ngựa, khả năng diễn xuất, tự tin, độc lập. 26. 3 tuổi 40 tuần vẽ đường viền trace the shapes. Chuẩn bị cái bát tô bằng nhựa hay thủy tinh thật dày khó vỡ, quyển sách, cái lót cốc, con gấu nhồi bông, quyển tạp chí, cái lọ miệng rộng, hộp đựng giày. Trước tiên cho bé xem cách cầm bút, chỉ đúng cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, kê lên ngón giữa. Ngón út và ngón áp út không cầm vào bút. Úp cái bát lên giấy, bảo bé cầm bút chỉ vẽ theo đường miệng bát. Lúc bé vẽ, mẹ giữ chặt để cái bát không bị xê dịch. Vẽ xong, bỏ bát ra, mẹ hỏi bé xem đó là hình gì, bé chưa nói được thì mẹ nói thay, bảo bé nhắc lại. Đưa cho bé một cái bút khác nét to đậm hơn bút chỉ lúc nãy, bảo bé tô lại đường miệng bát vừa vẽ, không cần nhanh, quan trọng là bé tô cẩn thận, tô hết đường tròn đó. Đưa cho bé cây nến màu xanh, bảo bé tô kín bên trong đường tròn. Bé sẽ tô từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, tô vòng vòng trong lòng hình tròn đó cho coi. Mẹ nhắc lại với bé không cần na han dạ, còn tô cẩn thận và đẹp thì tốt hơn. Tô xong, bảo bé lấy kéo cắt lấy hình tròn đó ra. Mẹ nhớ nhìn và dạy con cầm kéo đúng, ngón tay cho vào lỗ kéo, mũi kéo hướng ra ngoài, và phải dặn bé không được cắt lên trên đường viền mà cắt ở mép đường viền. Khi khác cho bé chơi trò tương tự với quyển sách đầu tiên là lấy bút chỉ vẽ đường viền, rồi lấy bút nét to đậm hơn tô lại, rồi lấy nến màu tô hết bên trong, rồi lấy kéo cắt ra. Cứ như vậy làm với nhiều đồ vật khác nữa. Mỗi lần có hình mới, lại tô bằng một màu khác, song không nên kéo dài một trò chơi trong thời gian dài dễ làm bé chán. Mỗi lần chơi một ít, để bé vui vẻ thì hơn. Tác dụng của trò chơi: nhận biết về các màu rõ hơn, biết chọn màu nhất định, phối hợp hoạt động tay và mắt, cắt bằng kéo giỏi, tự tin. 27. 3 tuổi 41 tuần, con tự làm được I can do it. Trò chơi này đã được chơi lúc 1 tuổi 49 tuần. Ở độ tuổi này, việc quan trọng là để cho bé luyện tập mặc quần áo lót xong với áo khoác, khó ghép hay vạt lại để kéo khóa, thì người lớn hay làm hộ hết. Với bé chưa biết cài khóa kéo, thì đây là thời kỳ rất tốt để tập. Chuẩn bị một cái khóa kéo to bản, lấy một mẩu nến hoặc miếng xà phòng bánh trà lên răng khóa để cho chân mẹ kéo từng nấc khóa cho bé xem, rồi để bé tự làm lấy. Khi thật cần thiết mẹ mới giúp tập cho bé kéo khóa nhiều lần, đến khi bé tự xếp hai vạt áo lại, kéo mở khóa thành thạo. Tập kéo khóa trên áo khoác riêng, chứ không phải đang mặc trên người, thì dễ hơn. Nhưng khi bé quen kéo khóa rồi thì nên tập cho bé cài, mở khóa trên áo đang mặc. Luyện tập nhiều lần, nhiều lúc đến khi bé tự tin làm lấy được. Có nhiều bé độ tuổi này cài cúc rất vụng, hãy luyện cho bé cài cúc trên một cái áo, chứ mặc tập trên áo đang mặc thì khó. Cho bé tập cài cúc trên các loại áo khác nhau, áo sơ mi, áo jacket. Cúc càng nhỏ, bé càng khó cài, nên ban đầu mẹ chọn những cái áo có cúc to và khuyết to để bé tập lúc cần thiết mẹ có thể giúp bé. Xong nên để bé tự tập một mình, dần ra bé cài được cúc to thì tập sang cài cúc nhỏ. Luyện tập nhiều, chắc chắn bé sẽ tự biết cài cúc, cởi cúc khi cần. Đi giày cao cổ cũng là việc khó đối với nhiều bé để cho dễ tập. Mẹ cho bé đi tất, xỏ chân đã có tất vào một cái túi ni lông, rồi mới cho chân vào giày cao cổ. Cứ luyện tập xỏ giày với tháo giày bằng cách đó một thời gian. Giày cao cổ khi mua thì chọn đôi hơi rộng một chút cho bé, giày cao cổ khít quá sẽ làm bé không tự cởi, tự đi giày được. Bé rất hay đi giày dép trái, mẹ lấy bút ghi mũi tên hướng ra ngoài lên gót giày trái và phải để bé dễ phân biệt. Để luyện cho bé buộc được dây giày, phải luyện cho đôi tay khéo léo trước đã. Chọn đôi giày có dây, loại dây dễ buộc, cho bé luyện tập với giày khi chưa đi vào chân. Làm mẫu cho bé xem buộc thế nào, sau đó để bé tự tập một mình, không làm được để lúc khác tập lại, bé buộc được rồi. Cho bé tập trên giày đang đi ở chân rất cần thiết, phải cho bé luyện tập việc này. Bé không thích tập lúc này thì để lúc khác tập. Tác dụng của trò chơi: phối hợp hoạt động tay và mắt, luyện tập gân cốt, cài áo, tự tin, chịu khó, độc lập. 28. 3 tuổi 42 tuần, gấp và phát minh Phone It and Discover. Cắt giấy lấy một hình tròn đường kính khoảng 20cm. Lấy bút nét to kẻ một đường kính của hình tròn đó, cắt giấy lấy hai hình vuông cạnh 20cm. Lấy bút nét to kẻ một đường chéo lên một hình vuông, một đường kẻ ngang chia đôi một hình vuông kia. Cho bé xem ba hình vừa cắt, hiểu rõ đâu là hình tròn, đâu là hình vuông. Đầu tiên chỉ cho bé xem đường kính của hình tròn, bảo bé gập theo đường kính đó, cho bé thấy vết gấp trên tờ giấy, bảo bé gấp thế này, hình tròn đã bị gập đôi rồi lại mở ra trở về hình dạng ban đầu. Làm vậy để bé hiểu hình bán nguyệt là nửa hình tròn. Tiếp theo, bảo bé gập theo đường chia đôi hình vuông gấp lại thì được hình chữ nhật khác hình vuông, lại mở tờ giấy ra và gập lại lần nữa để bé nhìn lại hình chữ nhật. Dạy cho bé biết hình chữ nhật cũng có 4 cạnh như hình vuông, nhưng lại có 2 cạnh ngắn và 2 cạnh dài. Lại mở giấy ra, chỉ cho bé thấy 4 cạnh hình vuông đều có độ dài bằng nhau. Lại gập đôi lại để bé nhìn lại hình chữ nhật, ghi nhớ hình chữ nhật khác với hình vuông. Lần này bảo bé gập đôi hình vuông theo đường chéo, thử hỏi xem bé có biết hình vừa gập được là hình gì không. Bé không nhớ thì dạy lại hình tam giác cho bé theo trò chơi lúc 3 tuổi 30 tuần. Vẽ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hỏi tên từng hình xem bé có nhớ không. Luyện tập tên các hình, nếu bé nói sai thì dừng lại, dạy lại cho nhớ. Mãi mà bé không nhớ tên các hình thì quay lại chơi trò lúc 1 tuổi 3 tuần. Trò chơi gồm hình mẹ cắt một số hình bằng giấy, mẹ gọi tên hình nào, bảo bé nhặt hình đó lên lúc khác thì cho bé xem một hình nào đó, hỏi xem đó là hình gì. Lại cho bé gấp lại các hình tròn, vuông làm đôi gập rồi thì được hình gì, làm cho bé nhớ rõ. Mỗi lần làm một hình thôi, vẽ các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật bằng nét đứt, cho bé bút để tô lại. Mở rộng hơn, cho bé nhìn lại các hình một lần nữa, hỏi bé xem trong nhà có những đồ vật nào hình gì. Luyện tập trò chơi 3 tuổi 25 tuần đồng thời cũng rất thú vị. Tác dụng của trò chơi: nhận biết rõ các hình cơ bản, nhìn số cạnh, số góc để phân biệt các hình, phối hợp hoạt động tay và mắt qua động tác gấp, tô đường viền, tự tin, khả năng ngôn ngữ. 29. 3 tuổi 43 tuần, nam châm magnet phone. Chuẩn bị 2 cục nam châm nhỏ hay dùng để dán giấy memo lên tủ lạnh, chuẩn bị một số thứ không nguy hiểm như cái cúc, cái kim, cái bút chỉ gắn tẩy, tẩy được gắn với bút chỉ bằng dây kim loại, cái đột lỗ, cái bấm móng tay, cục tẩy, viên phấn, cái kẹp quần áo, cái loại chỉ, cho vào một cái hộp. Lấy một cái đinh sắt, để gần nam châm, cho bé xem nam châm hút cái đinh dính vào như thế nào. Gỡ cái đinh ra, đưa cục nam châm cho bé, bảo bé lấy một đồ vật nào đó trong hộp ra, thử làm với nam hâm, cái nào bị hút thì để sang bên trái, cái nào không bị hút thì để sang bên phải. Cho bé làm hết số đồ trong hộp. Bảo bé đếm xem có mấy món bị nam châm hút, mấy món không bị hút bên nào nhiều hơn. Lấy một cái đĩa giấy hay đĩa nhựa mỏng, đặt một cục nam châm lên trên, bên dưới đĩa cũng để một cục nam châm. Bảo bé di chuyển cục nam châm bên dưới đĩa, thì cục bên trên cũng di chuyển theo. Cháu bé tự chơi một mình đến lúc nào chán thì thôi. Lúc khác, cháu bé cầm cục nam châm đi quanh nhà, thử xem đồ vật nào thì bị hút, đồ vật nào không, đồ gỗ, đèn bàn, núm cửa, cần sàn nước toilet, cửa tủ lạnh. Tác dụng của trò chơi. Nhận thức về nam châm, biết rằng nam châm chỉ hút được một số thứ, khả năng phân biệt, cảm nhận được lực hút của nam châm khi tay kéo đồ vật bị hút ra, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng tự tìm tòi, tự tin, có tính độc lập. 30. 3 tuổi 44 tuần có hay không yes or no? Trò chơi này có thể chơi bất cứ lúc nào, nhất là lúc đi tàu, đi xe. Sau đây là một vài ví dụ, tác động để trẻ tư duy, suy nghĩ, sau này sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Trò bé trả lời có, không với những câu sau đây. Cỏ màu đỏ. Buổi tối có sao lấp lánh. Chim bay trong nước. Sỏi ăn được. Trang ở sách. Cây cối mọc trong máy giặt. Mây trắng. Máy ảnh uống thuốc. Ghế là để ngồi. Mẹ nấu cơm trong bồn tắm. Nửa nguy hiểm. Con rót nước vào dĩa. Tuyệt nóng. Đường chua. Bố mua chuối ở cửa hàng đồ điện. Vòi bé. Con đi giày vào tai. Xe có cửa sổ. Đèn thắp sáng cho nhà. Mẹ giặt quần áo bằng máy rửa bát. Tác dụng của trò chơi. Khả năng nghe, khả năng suy nghĩ, khả năng quyết đoán, khả năng ngôn ngữ, khả năng liên hệ các yếu tố, tự tin. 31. 3 tuổi 45 tuần kẹp quần áo clothespin toss. Chuẩn bị 10 cái kẹp quần áo, có nhiều màu sắc càng vui. Hai mẹ con cùng đếm số kẹp. Cho kẹp vào một cái phong bì, lấy dây dán xuống nền nhà làm thành một vạch thẳng. Đặt một cái chậu hay cái xô con cách vạch dây một đoạn. Mẹ đứng sau vạch dây, lấy một cái kẹp trong phong bì ra, nhằm vào cái chậu, ném vào đó không trúng thì làm lại và bảo con ai luyện nhiều người nấy đều giỏi rồi cho bé làm lấy để khuyến khích bé. Hãy khen thật nhiều, nếu bé ném trượt thì cũng nói trượt rồi, lần tới con ném trúng vào nhé, làm vê cô đến hết số kẹp trong phong bì. Cùng bé đếm số kẹp ném trúng trong chậu, không trúng cái kẹp nào cũng phải khen bé đã cố gắng. Và cùng đếm số kẹp ném trượt, hỏi bé xem số kẹp ném trúng với ném trượt bên nào nhiều hơn, củng cố nhận thức trong và ngoài cho bé. Chơi trò này nhiều lần, dùng từ nhiều hơn so với, bé hiểu khái niệm. Nhiều hơn rồi thì nói ít hơn so với, để bé hiểu rõ từng khái niệm, thì không nên nói cùng một lúc cả hai cách nói đó. Với bé, có thể chơi trò ném kẹp vào chậu này, dễ dàng thấy bên nào nhiều hơn, số kẹp ném trúng nhiều hơn, hay số kẹp ném trượt nhiều hơn. Khi khác, cũng chơi trò này, nhưng hỏi bé xem bên nào ít hơn, số kẹp ném trúng, hay số kẹp ném trượt. Khi bé ném quen và giỏi, có thể để khoảng cách chậu ra xa vạch dây hơn. Tác dụng của trò chơi. Phối hợp hoạt động tay và mắt, biết nhắm đến đích, nhận thức một trục, củng cố khái niệm nhiều ít, lý giải được vị trí trong ngoài một vật gì, khả năng quyết đoán, tự tin. 32. 3 tuổi 46 tuần, nghe và cử động listen and move. Chuẩn bị một cái bàn có chiều cao để bé ngồi và dễ dàng chui qua gầm được, và một cái hộp to vừa cho bé quỳ 4 chi xuống được, vừa đủ cho tư thế chuẩn bị bò. Bàn thì đặt cạnh cửa sổ, hộp thì đặt gần cửa ra vào, dễ đóng dễ mở. Bảo bé chọn một món đồ chơi nhỏ nào, hoặc một con thú nhồi bông nào đó để chơi. Bảo bé lắng nghe và làm các động tác đúng chỉ thị, gọi tên bé. Bảo đặt đồ chơi xuống dưới, bắt đầu trò chơi mệnh lệnh. Trẻ nghe mệnh lệnh mà không hiểu thì mẹ nói lại, giải thích rõ ràng cho bé hiểu. Đặt đồ chơi, thú nhồi bông lên trên, chui qua gầm bàn, chui vào trong hộp, ra khỏi hộp, mở cửa ra, đi vòng quanh đồ chơi, thú nhồi bông, đứng giữa bàn và hộp, đứng ra phía sau bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa lại, đi ra phía cửa sổ, bước lùi lại 5 bước, đứng cạnh bàn, đứng dưới cái gì cũng được, miễn là bé đứng được. Cần lặp lại trò chơi này nhiều lần, mệnh lệnh thay đổi liên tục, phong phú, làm bé thích thú. Có khi lại muốn thực hiện theo nhiều mệnh lệnh khác nữa, có thể thay đổi đồ dùng, bằng cái giường, bàn trang điểm, hộp đựng đồ chơi trong buồng ngủ. Tác dụng của trò chơi. Khả năng nghe, làm theo chỉ thị, củng cố khái niệm chỉ vị trí trong không gian, vận động toàn thân, tăng xúc cảm của tay, tự tin. 33. 3 tuổi 47 tuần mất cái gì? What is missing? Cuộn chỉ, chìa khóa, cái cốc, món đồ chơi, chẳng hạn thế. Mẹ chọn ra 4 món đồ, xếp thành hàng trước mặt bé. Đầu tiên là chỉ vào đồ vật và nói với bé từ trái qua phải các món đồ, bảo bé nhắc lại con quay mặt ra đằng sau đi. Trong lúc bé quay đi, mẹ hãy giấu một món trong số đó đi chỗ khác mà bé không nhìn thấy, rồi bảo bé quay lại, nhìn xem thiếu mất cái gì. Nếu bé nói đúng thì khen thật nhiều, nếu bé nói sai, cho bé xem món đồ đã giấu và làm lại lần nữa. Bé quen và thích thú với trò chơi này thì có thể đổi chỗ để các đồ vật trong nhà. Có thể áp dụng với 4 hình, 4 màu, 4 số, 4 chữ nào đó. Ban đầu là hình và màu sắc, khi bé nhớ và quen rồi thì chuyển sang chữ và số. Tác dụng của trò chơi: tăng trí nhớ, khả năng ghi nhớ đặc điểm đồ vật đã mất, biết vận dụng ký ức liên tưởng tìm đồ đã mất, tự tin. 34. 3 tuổi 49 tuần gia đình families. Gia đình luôn ở bên nhau đời con. Trong một gia đình cũng có nhiều điểm khác nhau, nhưng có một điểm chung đấy. Đó là họ rồi nói tên từng người trong gia đình: Kusumi Masaoki, Kusumi Huệ, Kusumi Yuki, Kusumi Yuri. Bé nào chưa biết nói tên mình thì qua trò chơi này sẽ nhớ được tên của mình. Đến tuổi này, bé phải biết được tên đầy đủ, tuổi, giới tính của mình, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà ở thì chưa dạy liền một lúc ngay, nhưng nên dạy từng tí một cho bé biết được trước khi vào mẫu giáo. Bé hiểu tên rồi, bảo bé nghe kỹ các từ mà mẹ sẽ nói. Bây giờ mẹ sẽ nói rất nhiều cái tên khác nhau. Nhưng mà nhé, nghe thấy cái tên đó thì con nghĩ xem nó thuộc về nhóm nào nhé, tức là bạn của nhau ý mà. Giải thích cho bé xong, mẹ nói chó, mèo, ngôi nhà hỏi bé xem cái nào với cái nào cùng một nhóm. Dạy bé là chó, mèo. Cả chó và mèo đều là động vật, thuộc về nhóm động vật. Ngôi nhà không phải động vật nên không nằm trong nhóm này rồi. Hãy chơi như vậy với các nhóm từ dưới đây. Ngoài ra các mẹ cũng nên nghĩ ra và dạy cho con cái mới hơn, cho trẻ hiểu rõ 2 trong số 3 từ đó là chỉ các vật cùng nhóm: áo khoác, áo choàng, dây thừng, nhóm trang phục, sách, bàn, ghế, nhóm đồ đạc gia đình, cam, táo, vịt trời, nhóm hoa quả, bốt điện 1, 2, nhóm số tự nhiên, xe buýt, nhà, tàu điện, nhóm phương tiện giao thông, TV, hamburger, sandwich, nhóm đồ ăn, giường, tủ quần áo, khăn tắm, nhóm đồ đạc gia đình, sâu, hoa, cây, nhóm sinh vật, yếm dãi, giường em bé, topa, nhóm em bé, ghế, giày, tất, nhóm trang phục, giấy, kéo, lót cốc, nhóm văn phòng phẩm, máy giặt, máy sấy quần áo, lan can, nhóm đồ điện gia đình, xanh, đỏ, màu nước, nhóm màu sắc, gối, gấu, thỏ, nhóm động vật, bánh bích quy, bánh mì tròn, con dao, nhóm bánh mì, đĩa quả, sữa tươi, cái hộp, nhóm đồ uống, vali, túi xách du lịch, cỏ, nhóm du lịch, bữa sáng, bữa trưa, cái tẩy, nhóm bữa ăn. Còn nhiều, rất nhiều ví dụ nữa mà các mẹ có thể nói cho con biết được. Qua trò chơi này, tri thức của trẻ được đào sâu hơn, số từ bé biết cũng nhiều lên, tạo cho bé có thói quen suy nghĩ. Vì vậy hãy lặp đi lặp lại trò chơi vào nhiều lúc khác nhau. Đây cũng là một trò chơi để trẻ không náo loạn nơi công cộng. Lúc chở tàu, đi xe chắc chắn bé sẽ tập trung và cố gắng hết sức vào trò chơi này. Tác dụng của trò chơi: củng cố khái niệm gia đình và tên đồ vật, nhớ tên, tuổi, giới tính của mình, khả năng suy nghĩ, khả năng ngôn ngữ, tự tin. 35. 3 tuổi 50 tuần, nhảy lò cò hopscotch fun. Đầu tiên là vẽ ô để chơi nhảy lò cò. Khi chơi ngoài trời thì lấy phấn vẽ xuống nền đường, khi chơi ở công viên thì lấy cành cây khô vẽ xuống đất, chơi ở trong nhà thì lấy dây xếp thành hình các ô trong mỗi ô tô. Có đánh số từ 1 đến 6 vào góc trên bên trái, chỉ cho bé có 6 ô đánh số như vậy. Đầu tiên là co một chân lên, nhảy chân đang đứng vào ô số 1 rồi nhảy sang ô thứ 2. Đến ô thứ 3 thì nhảy bằng cả hai chân dẫm xuống, lại co chân lên để nhảy vào ô thứ 4, thứ 5, Đến ô thứ 6 lại nhảy cả hai chân dậm xuống, quay đầu nhảy ngược lại từ ô 6 đến ô 1 cho bé chơi đến khi nào chán thì thôi. Khi khác, chơi với một hòn sỏi, hay một hòn tung, nhỏ vừa tay cầm có hạt nhựa bên trong, hay một đồ vật nho nhỏ nào đó có thể ném mà không vỡ là được ném hòn sỏi vào ô thứ 1, rồi nhảy lò cò vào ô 1, 2, vì ở ô 3, lại nhảy tiếp vào ô 4,5, vì ở ô 6, quay đầu lại, nhảy vào ô 5, 4, vì ở ô 3, nhảy vào ô 2,1, vừa đứng một chân vừa cúi nhặt hòn sỏi lúc đầu ném vào lên, rồi nhảy ra. Ném hòn sỏi vào ô thứ 2, lại làm lại như trên, cứ như vậy cho đến khi ném hòn sỏi vào hết các ô lặp đi lặp lại. Nếu khó, thì cho bé luyện tập ném hòn sỏi vào ô cho chúng trước đã, rồi mới tiếp tục vừa nhảy, vừa ném, vừa nhặt. Trong lúc chơi vui bé đã nhớ được số từ 1 đến 6, bé cũng hiểu được thứ tự các số. Số nào trước, số nào sau. Tác dụng của trò chơi. Vận động toàn thân, biết nhắm đến đích, củng cố khái niệm số thứ tự, biết giữ thăng bằng. Hiểu số tự nhiên từ 1 đến 6, độc lập, tự tin. 36. 3 tuổi 51 tuần, hoàn thành câu Finish It. Đây là trò chơi ngôn ngữ, tập cho trẻ suy nghĩ. Hãy giải thích với bé bây giờ mẹ sẽ nói một câu không hoàn chỉnh, còn xem thiếu gì thì bù vào nhé. Câu là tập hợp của nhiều từ, các từ ghép thành câu thì sẽ có ý nghĩa. Trò chơi này cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc đi tàu, đi xe cũng có thể chơi được. Sau đây là ví dụ, ngoài ra có rất nhiều mẫu khác nữa mà các mẹ có thể nghĩ ra được. Con đi rồi. Con đi thăm, vào ngày nghỉ. Hôm qua, con với mẹ đi bách bộ rồi. Bố cho con. Cây thì. Xe của con. Tên con là. Con thích. Tác dụng của trò chơi. Khả năng nghe, khả năng suy nghĩ và nói được từ có nghĩa, tăng trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và khả năng biểu hiện tự nhiên. 37. 3 tuổi 52 tuần, vận động action. Bảo bé nghe kỹ và làm đúng động tác như mẹ nói. Ví dụ như bài mẫu dưới đây, nhưng nếu thấy khó thì cho bé luyện tập cho quen từng động tác trước khi vào bài. Nhảy bằng hai chân 5 lần. Nhảy bằng một chân 5 lần. Đừng kiễng chân cho đến lúc mẹ bảo dừng lại. Nhảy bằng hai chân 6 lần, nhảy cao mà úp chạm đất lại khẽ khàng. Vỗ tay 4 lần. Đứng đó, dậm chân. Đếm 1,2 và đi bộ đến khi mẹ bảo dừng lại. Nhảy bằng một chân 10 lần, nhảy cao mà chạm đất khẽ khàng. Nhảy bằng 3 chi, 2 chân và 1 tay 3 lần. Nhảy bằng 4 chi, 2 chân và 2 tay 5 lần. Chườn bò như con rắn cho đến lúc mẹ bảo dừng lại. Bài khác thì cho bé làm với con gấu nhồi bông chai đi. Teddy bear hops on one foot, one foot, one foot. Teddy bear hops on two feet, two feet, two feet. Teddy bear hops on three feet, three feet, three feet. Teddy bear hops on four feet, four feet, four feet. Teddy bear, that will do. Gấu Teddy nhảy bằng một chân, một chân, một chân, hai, ba, bốn chân. Gấu Teddy, thế là xong. Làm đến đây cho bé nghỉ trò chơi này, mục đích chính là cho bé rèn luyện thân thể và đếm từ 1 đến 4, chứ không chỉ để bé thấy vui thích với trò chơi. Lúc khác lại cho bé chơi trò này, lặp đi lặp lại. Tác dụng của trò chơi khả năng nghe. Khả năng làm theo hiệu lệnh, vận động toàn thân, biết làm đúng số lần được yêu cầu, tự tin. Quý phụ huynh vừa nghe. Phần C, bí quyết dạy con. Phần cuối của tập sách, nuôi dạy con kiểu Nhật Bản của tác giả Akehashi Daiji, bác sĩ tâm lý, nhà tư vấn giáo dục nổi tiếng của Nhật Bản. Chúc quý phụ huynh áp dụng tốt những phương pháp nuôi dạy con trong cuốn sách một cách hiệu quả. Sách nói được thực hiện bởi Văn Sơn Studio. Nếu bạn chưa nghe những phần trước của tập sách này, hãy quay lại phần danh sách phát của kênh để xem lại nhé. Và nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thông báo những nội dung video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!